Tại lúc trước á, mọi người sẽ xuống cái đây cũng khoảng 10 năm. Cái chương trình học đại học của Đại học Dược á, là y với dưỡng học chung á. Thời của cô là y với dưỡng học chung á, cũng khoảng 2 năm rưỡi 3 năm. Thế nên rất là thân mọi. Khi mình nói chuyện bác sĩ mình không sợ. Mình tại ra trường mình học mình quen sống đó là những cái chuyện mình không sợ. Rồi sau đó chương trình nó thay đổi, nó tách ra khá là nhiều. Ở y với dưỡng học chung chắc có quân sự là chính thôi, nên còn lại nó không học chung gì nữa. Nó càng ngày thì cái mối quan hệ nó tách biệt, cho nên những cái dược sĩ mà nó càng gần ra trường dạo gần đây ấy, thì rất sợ bác sĩ, không có tự tin, không nói chuyện với bác sĩ. Thế là bây giờ tại học dược lại quay lại cái chương trình cũ, nghĩa là trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây thì người ta đưa vô một cái môn là cái môn hợp tác liên ngành, nghĩa là khi dạy bạn một quốc gia lâm sàng nào á thì cũng phải có bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hội chức năng này đó cũng 8 ngày cũng học chung cái môn đó, cũng chiếm một cái số tiết khá là lớn, rất là lâu, khoảng 18-10 buổi gì đó. Cũng như là cũng dần dần muốn hợp tác lại, tại vì thấy khi mà công tác không có mối gắn kết á thì nó sẽ khó, hoặc là bác sĩ mà thấy có sự can thiệp của dược sĩ vô thì không có quen. Nhưng mà ở thế giới người ta đã gọi là mỗi người một việc riêng đó, là mà người ta đã hợp tác với nhau. Còn ở mình cứ thấy thì dược sĩ giống như là soi mói ra là giám sát, rồi bác sĩ người ta không thích, không đồng tình có những cách gian thiệp dược sĩ. Rồi sinh viên học thì nó ra trường nó ghét tự tin, khi nó gặp một cái ba nó sai không dám phản hồi những ngày này, nên dược sĩ không dám phản hồi, không dám can thiệp, rồi nhắm mắt rồi là làm ngơ. Điều dưỡng vậy là những bác sĩ ra trường, bác sĩ thì lại chuyên về cái điều trị, ví dụ như cái việc mà cho thuốc pha thuốc này nọ, có khi bác sĩ ta còn đâu rành đâu, nó là thấy một cái sai thì những trường hợp cô gặp pha một cái thuốc kháng sinh vô cái natri 10%, bao giờ cũng natri 10%, có nghĩa là có nhưng mà nó dành cho những cái bệnh lý chuyên đặc trị là ung thư mà vậy mà điều dưỡng cũng phải đi pha ra cho về chuyện này. Thấy một cái trường hợp không thể nào sao mà lại bác sĩ nó cũng chuyên khoa một ấy, hay là giống như là đã gọi bác sĩ rồi để hỏi bác sĩ ơi phải là pha cái chai này trong muối 10% bác sĩ chưa đúng, hay là người lan đi có 9%, 100 đi đó bác sĩ chỉ lan đi 10% trong nữa, cái điều dưỡng như bản về pha gì về do người đó, nó có nghĩa là mình phải phát hiện ra được những cái sai để cải hồi, biết còn để góp ý với nhau như thế này. Thế là cái việc mà học á mấy bạn ngoài cái lý thuyết nên về cái chuyên môn mình phải ráng mình nâng cái tập của mình lên, ví dụ khi bạn bán thuốc các bạn thấy có vấn đề gì đó mình phải học tập chứ mình không phải ngồi với bác sĩ mình cũng học tập cái ca đó mình phải đọc kỹ cho nó đúng của bạn xong rồi cái chuyện nó lạ hơn hơn bình thường thì càng ngày mình mới phát triển được. Thì cái bài này cái bài mà cô đang dạy cho là sau khi các bạn ra trường á, các bạn dược sĩ sau khi ra trường thì thường nó rất là nhát, nó chưa có dám đi làm. Thì ngay cũng trong những ngành nó phát triển đó, như là dược bệnh sản đó, cái là ở bệnh viện thì đa số cái biên chế nó cũng rất là ít. Nếu các bạn muốn xin vô bệnh viện á, chỉ có một cái vị trí là dược bệnh sản. Bởi vì dược bệnh sản thì cái quy định mới chính phủ á, nó quy định cái số lượng thôi mà. Tối thiểu mỗi bệnh viện nó có một dược sĩ trên 2 nhân viên. Ví dụ như một phòng khám đa khoa chẳng hạn, nó có dược thì bị bắt buộc phải có dược sĩ thế nên là các bệnh viện dựa dược chỉ tiêu đó thì chuyển rất là nhiều dược sĩ và cái vị trí của mình thế nên là hiện nay bên cạnh phẩm có một chương trình là sau khi sinh viên ra trường phải làm học lý thuyết hết, nhưng bây giờ phải có 6 tháng để làm học chuyên ngành về định hướng dược sĩ để mà muốn khi học lên cao học hoặc là chuyên khoa đó thì sẽ được dạy một số môn học tương tự như là cao học. Thì đây là một trong những bài cô cũng có dạy cho các bạn dược sĩ ra trường. Nào, khi cô dạy cho các bạn thì cô sẽ bỏ bớt những nội dung nào đó và không được biết. Thì thật ra ở trường mình đưa số môn này lên cũng khá là hay đó, những môn dùng lại học ứng dụng thôi. Các bạn biết là cái này thì ở đây cũng không có dạy đâu, không có dạy lý thuyết thôi chứ đâu có đi theo một ứng dụng, chỉ có cao học mới học thôi. Sinh viên học cao học muốn học cái môn này thôi. Đấy, bữa nay không ghi gì hả? Bữa nay mà không ghi hả? Ở đây ghi được không? Thậm chí dù chỉ ra trường đi làm ở bệnh viện luôn,
có cái quy trình đo nồng độ, người ta cũng rành. Cũng như là chúng ta cũng yên tâm, học có vài buổi thì chúng ta không hiểu cũng không phải gì hết á. Ta học cái dài buổi chúng ta học 3 lần, ta có thể còn biết được. Yên tâm, cũng như đang lo nha. Khi nào mình học mà mình thấy mình giỏi quá, nghĩa là mình cũng có chi, ta không có một mình. Còn nếu mà mình học thì mình hiểu được. Rồi vậy là hồi bữa mình đã học xong cái bài văn của Lucin. Ai thì đại khái đối với một thuốc khi mà mình học dược tổng hợp ứng dụng thì bắt buộc là phải dành về cái dược tổng. Nghe dược tổng nghĩa là tính chất của hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ là gì là cũng thuộc hết. Sau khi mà không có dược mà phải nắm được những đặc điểm chính của nó. Nên các bạn đọc cái lời hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ đọc nhau là cái tập làm quen với cái cách mà mình sẽ đọc cái thông tin của lời hướng dẫn sử dụng. Bởi vì hiện nay theo văn bản Bộ Y tế mình thì hai cái nguồn tài liệu chính, ba nguồn được. Một là dược thư, các chắc không ai đọc đâu, bởi vì thư chính tá lại cũng thay không ai đọc. Nguồn thứ hai cũng là cái phác đồ điều trị, với mỗi một bệnh lý cũng sẽ có phác đồ điều trị. Ngay trong đó có thuốc men. Rồi nguồn thứ ba chính là tờ hướng dẫn sử dụng. Đó là một cái pháp lý như là thông tin về pháp lý. Những thông tin nó ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng là pháp lý. Khi mình đọc là thông tin về chính xác. Còn nó sai là những cái ông cùng không có gì trên gì. Thì chủ quản lên chuyên môn và chủ ông cùng là sai rồi. Thì thông thường cô rất thích đọc những cái tờ của những sản phẩm brand name. Ví dụ bạn đọc của ông Hoàng Liên, của cái gì ta, Zinat, của cái chuỗi dài dù thấp. Ta đọc quá trời đọc luôn, rất nhiều thông tin. Những cái bạn đọc những tờ của Việt Nam mà có gì ngắn ngủ luôn, nhưng mà cũng rất là ngắn. Thậm chí khi có copy của ta qua hàng xài cái xã thì nó nhiều vậy, nó mỏi gõ, cũng đọc cũng thấy sai. À, nhưng mà đó là thông tin pháp lý. Cái gì mình muốn tìm hiểu là phải lấy tờ để sử dụng. Thì có một số bệnh nhân người ta kỹ lắm. Khi ta mua thuốc á, ta xin luôn tờ hướng dẫn. Đương nhiên người ta không có đủ kiến thức chuyên môn để ta đọc. Hay mà người ta đọc vô cái gì ghê gớm, ta sợ. À, ví dụ đọc vô thấy chỉ định có 3 dòng thôi, có một cái bụng cũ ra một trang đọc xong sợ đó, đó là những cái mà mình là chuyên môn là phải đọc để mình hiểu đó là cái gì như thế nào. Thì trong đó nó có đầy đủ thông tin về dược tổng, thông tin về cho đối tượng đặc biệt này, ví dụ như thuốc đó dành cho người bình thường thì đối tượng của cao tuổi sẽ dùng như thế nào, đối tượng trẻ em là dưới 18 tuổi, rồi suy thận, suy gan. Nha, mình đọc được thấy hết thông tin của cái tay không phải bắt buộc thì không tự nhiên tự nhiên nên khi mà đọc được thì đọc được thì ở nhà thuốc bạn không có tiếp cận với là những thuốc đường tiên do đó mà hai cái bài thuốc văn phu thì là amikacin là hai thuốc dạng tiên khá là lạ cho như vậy. Thì khi các bạn học cái chương trình lý thuyết thì hai cái thuốc này chúng ta cũng không đi sâu nhiều, nhưng mà trên thực tế thì xài rất là nhiều. Và trên thực tế mà ở bệnh viện phải xài rất là nhiều. Thì tương tự như amikacin, khi bạn học amikacin cũng giống như che, chỉ khác một số các đặc điểm thôi. Thì tới đâu cô sẽ nhận tới đó mình phải nhớ nha. Chứ còn mình đừng có học mỗi bài riêng lẻ thì bạn sẽ rất là khó. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều, nên mình có bác sĩ hơn không nhiều đâu. Thì mình muốn học về đại cương nha, nhập học lại những kiến thức mình đã học rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái chế độ liều. Thì so với lại văn cô chế độ liều của nhóm ăn luôn thì khó hơn, phức tạp hơn. Rồi quy trình thực hiện như là quy trình đo rất là đặc biệt. À, rồi mình sẽ tập nha. Rồi nhắc lại các bạn nhớ khi nói tới một thuốc, đây là một cái mô hình hoạt động của nó. Mình luôn luôn nhớ là nó phải có hai cái nồng độ. Thì trong đó khoảng nồng độ thì liều dưới chính là cái khoảng nồng độ thì là có hiệu quả. Gọi là MIC, MIC là cũng kháng sinh á. Thì ở nguyên sinh người ta có nhiều cách để đo cái MIC, như là cái nồng độ tối thiểu ước chế là cũng để nguyên khuẩn á. Người ta sẽ đo bằng phương pháp vi khoa loại. Nếu như là học nguyên sinh á, nghe tới người ta sẽ khoa loại cái nồng độ kháng sinh. Mỗi một ống ta pha nửa lần nồng độ của nó. Thì ở cái vị trí ống nào mà không thấy vi sinh hoạt thì chỗ đó người ta gọi là cái nồng độ ước chế tối thiểu ống trên liền kề. Cũng nhớ cơ bản rồi, nghĩa là vi khuẩn nó không mọc được trong cái môi trường đó và người ta sẽ đo lường được cái gì cái đề kháng. MIC càng thấp nghĩa là vi khuẩn rất đề kháng, MIC càng cao nghĩa là vi khuẩn đề kháng.
Do đó mà các bác sĩ khi mà đọc cái kết quả kháng sinh rồi, không chỉ người ta nhìn cái con vi khuẩn là kháng hay là nhảy, mà người ta phải đọc kháng sinh. Ví dụ như dùng cho nó có nhảy đi, ví dụ như con Staphylococcus aureus, con mRNA, thì kết quả ta trả lời như thế này. Thì nhảy khi mà nó có MIC nhỏ hơn bằng 2 thì ta trả lời là con vi khuẩn nhảy. Còn kháng khi mà có MIC lớn hơn 2 thì ta gọi là kháng, kháng là resistant. Nhưng mà nếu con vi khuẩn này MIC ra 2 rồi thì mình không còn xài bằng vô được. Nghĩa là dù cho người ta trả lời là nhảy, nhưng mà mình đọc MIC thế bằng 2 thì thôi không dùng con vô. Bởi vì nếu bạn dùng con vô thì lúc đó là gì? Còn gỗ là phải xài rất là cao. AOC trên MIC mà nó có một cái tử bên mẫu, mẫu càng cao thì cái nồng độ nó càng lớn, phải lớn hơn 400, lớn bằng 400 hơn 600. Do đó MIC bình thường bằng 1 thì chỉ còn 400, MIC nó bằng 2 thì mình mới được 800 được. Ăn lên thường mà sẽ không dùng khi còn khi cái MIC còn này. Như vậy nếu mà một cái khoa vi sinh mà nó làm cái cách trình độ mà nó không trả kết quả MIC thì chưa được ăn, bắt buộc thuốc đó phải để thuốc thôi, là vi sinh sẽ trả lời cho biết là MIC của vi khuẩn này là bao nhiêu, mà để tôi biết là có nên xài cái trình độ nên hiện nay một số sẽ tăng tuổi khi mà vi sinh trả kết quả về thứ nhảy người ta xài không, người ta không quan tâm tới MIC, thế nên là có vi lượng nó đủ không xài không thấy đáp ứng. À, nó sẽ vừa thứ nhất là tốn tiền thuốc và cái thứ hai là cái bệnh của bệnh nhân nó sẽ càng nặng hơn. Thì cái này nó quan trọng đối với kháng sinh hơn, chứ còn những thuốc khác thì nó không có MIC. Vậy kháng sinh thì mình dùng liều là phải chơi ngay một lần, còn dưới MIC thì nó càng nặng hơn, thì nó đau khổ việc hết tiêu khuẩn đâu. Và có những con mà nó yếu thì nó chết, những con mà nó mạnh á, nó không chết mà nó sẽ sinh ra cái gen này nha. Thì các bạn nhớ được cái nồng độ cao nhất chính là nồng độ đỉnh nha, còn cái nồng độ thấp nhất để mình xài cái liều tiếp theo mình là nồng độ đáy. Thì vancomycin nó quan trọng nhất là gì? Không phải là đỉnh, cũng không phải là đáy, mà nó quan trọng nhất là nguyên một cái diện tích dưới đường cong, như là AOC. Mình phải đo được cái diện tích dưới đường cong. Thì để đo được cái diện tích này thì người ta sẽ dùng theo phương pháp tích phân, để nó không phải là tam giác, không phải là hình tam nha, người ta sẽ dùng tích phân. Nghĩa là tối thiểu người ta phải có gì hai điểm thì người ta mới tính được diện tích ước lượng. Hai cái đó trong cái con phun xin thì thường ta sẽ đọc hai nồng độ, nồng độ đỉnh và nồng độ đáy. Tuy nhiên hiện nay năm 2020 người ta đã có một hướng dẫn mới rồi, là không cần phải đo hai nồng độ, chỉ cần đo nồng độ đáy thôi, bỏ vô công thức nha, người ta dùng một phần mềm là cũng tính là được AOC, nên do đó mình không giao đo. Đó là cái cách mà cũng tiết kiệm, tại vì thứ nhất là tốn tiền của người bệnh dù cho được bảo hiểm y tế chi trả, hai nhưng mà cũng tốn tiền người bệnh, hai lấy máu nhiều lần rất là phiền cho người bệnh và cả điều dưỡng, nên thông thường để chỉnh liều một bệnh nhân cô chỉ đo thường là một cho tới hai lần thôi. Một lần đầu tiên để cô chỉnh coi cái liều của mình đúng hay không, ăn đo nồng độ đáy cho đến AOC, nếu nó nằm trong chuẩn thì thôi, và nếu mà cô chỉnh liều thì sau khi cô chỉnh cô sẽ đo một lần nữa là hai lần. Đó là cái cách để tối hiểu nhất mình chạy. Nhưng mà người đại dương phải đo 400 lần luôn, nhưng mà đo đỉnh đáy, tôi nói chỉnh xong đo đỉnh đáy lại, chỉnh xong đo tiếp, đo rất là nhiều lần, tốn tiền nha. Còn mình thì mình phải tiết kiệm thôi, nên mình cũng phải tiết được. Rồi bây giờ là có đỉnh nha, có đáy, thì bất cứ thuốc nào cũng vậy. Đỉnh là mình sẽ biết được qua thông tin là gì, tê mắt, nha, khi uống thuốc vô, bao lâu sẽ đạt được một độ đỉnh, để biết được cái qua tê mắt. Còn nồng độ đáy thì cứ trước khi dùng liều tiếp theo. Thì đối với vancomycin thông thường nhất mình sẽ đo ở liều thứ 3, nghĩa là sau liều thứ 3 các bạn sẽ lấy đo nồng độ đáy. Bắt đầu liều thứ 4 mình sẽ lấy đo nồng độ đỉnh. Nào đó là vancomycin. Thì thôi mình đang xài theo cái phương pháp cũ á, tức là cứ xài 3 liều thì mình mới đo. Còn trường hợp nào còn gấp lắm á thì mình mới đo ngay liều đầu tiên. Thì hiện nay trong một người của mình nó còn có tính liều cho lần đầu tiên đó, bạn có thấy hay như ở bệnh viện thì cũng tùy trường hợp, thường cũng sẽ liều thứ ba cho con cho nó ổn định. Thật ra nói cái liều thứ ba cũng không lâu đâu, ngày đầu tiên ví dụ bệnh nhân xài hai lần là ngày thứ hai đã rồi, rồi đến ngày đầu tiên bệnh nhân xài ba lần là sáng ngày hôm sau mình đã chỉnh liều rồi, nó có nghĩa là nó cũng rất là nhanh. Trừ khi bệnh nhân xài một lần một ngày thì nó phải
Như vậy thì mọi thuốc đều phải có khoảng nồng độ nằm gì, nằm bên ngoài, nằm bên trên, trong phải chỉ định không có giới hạn điều trị nha. Còn nếu mà nằm phía dưới thì không có giới hạn, không có điều trị được. Nha, nếu mà nằm phía dưới nè thì không đủ với nồng độ để điều trị thôi. Rồi bây giờ mình nói tới cái nhóm aminoglycosid. Hồi bữa mình học là aminoglycosid chuyên trị vi khuẩn răm dương ở răng hàm nó biết thì nó không liên quan. Nhưng mà khi tới học với nhóm aminoglycosid, mình gọi tắt là aminoglycosid đi cho nó nhanh, thì đây là một nhóm kháng sinh thường để điều trị vi khuẩn răm hàm. Răm hàm nó không trị, không trị vi khuẩn tự tiến nha, nghĩa là một bệnh nhân nhiễm khuẩn không biết bác sĩ sẽ xài răm hàm, răm dương trị khuyến. Nếu mà ta chưa biết cái phổ đó, người ta sẽ xài tối thiểu là ba kháng sinh. Trong đó ví dụ như thầy con cô xài Anicasin thì phải thêm một cái kiểu chứ các bạn thấy rất là nhiều. Và bạn biết tối lại con vi khuẩn á thì thường răm ăn nó khó điều trị hơn răm dương, bởi vì bạn biết cái lớp màng đó là răm ăn nó gần tới hai cái lớp màng lipid rất là dày. Bạn biết là con vi khuẩn đau á, vi khuẩn đau á, thay vì con răm dương thì nó như bay thôi, nhưng mà đối với con răm ăn thì màng lipid càng dày thì cái khả năng kháng sinh nó qua càng khó, kháng sinh nó qua chỉ nó không ra năm thì những con vi khuẩn rất khó trị. Bạn biết có một trường hợp cô nhớ hoài là một cái bệnh nhân bị viêm khớp cố nữ mà mọc thì thường lớn tuổi sẽ bị viêm khớp, nhưng mà viêm khớp mà điều trị không được thì khớp nó sưng và rất là nhiều chuyện điều trị kháng sinh dữ dội lắm, rất là mạnh luôn và cũng không đáp ứng, nghĩa là bệnh nhân vẫn sốt, vẫn đau nhức và vẫn sưng những khớp đó. Thế là cuộc đó bác sĩ thiết kế thuốc khớp cái đi nha. Nói chung là mình phải tìm ra được tác nhân, chứ giờ mình đánh mà đánh thuốc mù á, nó sẽ tốn cái lượng thuốc mà hại cho bệnh nhân nữa. Bác sĩ với lại là bạn biết những người mà khi khớp thì thường người ta sẽ uống tê xa rất là nhiều, cảm ơn bệnh nhân ở nhà đã uống rồi vô bệnh viện bác sĩ còn tiêm thêm cái metronidazole, tại vì viêm đau quá như chuyện nào thì cô mới chẳng bác sĩ là thôi tạm thời cứ dùng, tại vì bệnh nhân mình thấy có cái chứng tết đi mà không, mà nếu không điều trị được cái nguyên nhân viêm khớp thì không thể nào cái dùng vật gì để khác điều được. Thế là cái ca đó bạn biết là phải gửi mẫu qua phòng tập đó, vừa nó quên ra cái bệnh viện phòng tập, cuối cùng nó trả về kết quả là gì, lao nhà một con viêm khuẩn lao, nhưng mà lao gì ra kháng luôn, thông thường một con viêm khuẩn lao thì cái lớp vi rút nó nhỏ lắm như đây thôi. Nhưng mà một con lao ra kháng thì bác sĩ trả lời đến cho bác sĩ báo cô á, bị gọi điện là dược sĩ ơi, dược sĩ có biết kết quả ra gì không? Tôi nói lao nó có thể tại cô quen những cha đó rồi, xài cọc tiên kéo dài mà nó viêm kiểu đó là chỉ có lao thôi. Bác sĩ kêu đúng rồi, lao nhưng mà một con lao hoa bưng là cái sự kiện mà mấy hoạt động lao hoa bưng được cái con rất là mỏng. Bác sĩ cười chứ, mà cái con lao ra kháng hoa bưng bác sĩ cười cũng nghĩ là gì, không có điều trị nữa, chuyển luôn chứ còn điều trị chi nữa ha, tại vì lao mà đóng thuốc nhiều để điều trị đâu, thì nó ra cái lớp màng lipid rất là dày luôn, mà thường là cái lao thôi, tuần thì tới hai tuần nó mới ra kết quả, thì trong khoảng thời gian đó mình không có điều trị được gì hết, những cái thuốc mà vô cũng như vô nghĩa, dùng con tô, dùng cao đi, nhưng cũng không đủ để điều trị ra, đó thì bạn biết là cái con vi khuẩn mà đang ăn cực kỳ khó trị, mà những con hiện nay thì cũng đều phải đắng. Thật ra người ta sợ những con vi khuẩn này còn hơn cho COVID nữa, bởi vì tỷ lệ mà tử vong do những con vi khuẩn răng hàm này nè gây suy hóa ở bệnh viện chiếm tỷ lệ lớn, nhiều hơn so với COVID. Chỉ đó khi mà có nhiễm những con vi khuẩn này mà ra kháng là người ta phải cách ly luôn. Khi như COVID này nè, chỉ là bệnh nhân phải được nằm riêng, buồng riêng, áo dài riêng, rồi cái khám riêng có sĩ hết, rồi khi xin thuốc phải rửa tay rồi rất là kỹ. Thì hay thường gặp là con gì đem được khuẩn cũng xanh là những cái các bạn học á, bạn vẫn thường nghe, nhưng thật ra trong một diễn cô nghe con này chứ cô vẫn bình thường, vẫn điều trị được. Khó hơn chính là con Klebsiella, nhà con là gần như mà khó nhất hiện nay chính là con Klebsiella, nghĩa là cái cấy nó ra là gần như không có điều trị, nó đa tháng là không có điều trị nào mới bị điều trị. Rồi Acrolose thì cũng tương đối dễ, muốn thở. Ovuli, mình nghe ovuli khó thật ra điều trị rất dễ luôn. Con răng không như bình thường. Con mà khó thứ hai là con acinetobacter. Đa số những trường hợp mà sức nặng từ bệnh viện
là do con Acinato này hoặc con Black còn lại là những con này mình mới có thể phát triển. Bởi vì hai con này ở Việt Nam mình hiện nay không có thuốc luôn, không có thuốc được. Bởi vì những thuốc mà mình có trong tay chúng ta kháng đề kháng như cái biểu đồ cũng như cái kháng sinh đồ cho bạn thôi, nhìn vô kháng sinh đồ là nó kháng sạch, không còn cái gì để xài. Đó, thể cũng có tay không, ha, thể sẽ không còn gì để lựa chọn cho bệnh nhân cả. Điều trị chỉ là duy trì thôi ha, nhưng mà biết chắc là thuốc không dùng. Thì mặc dù nói là aminotuzin là có tác dụng cho những con này, nhưng mà thực tế lâm sàng mình biết là cái thời gian để dùng cái nhóm aminotuzin để điều trị thì không quá 7 ngày. Cho tới hiện nay khuyến cáo là không được xài quá 7 ngày, bởi vì có xài trên 7 ngày thì hiệu quả cũng không gia tăng được cái gì nữa, mà tác dụng cũng không thể gia tăng. Vậy đó các bác sĩ cũng mặc nhiên, mặc định nhớ đến ngày thứ 7 là tự mình thôi. Trừ khi có thêm ý kiến của người lâm sàng, ví dụ như cha đó là viêm khớp thì ra nhiễm khuẩn khớp phải ra điều trị kéo dài hơn thì bác sĩ sẽ dài hơn, còn con người ta sẽ tổn thương hơn. Rồi con này nó điều trị các cái nhiễm khuẩn tương đối là nặng, như là những nhiễm khuẩn nặng đe dọa đến mạng con, ví dụ viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Rồi cái tên này nó không có điều trị đặc trưng, nhưng cái cơ chế của nó bổ sung và nhiệt lòng cho các khu vực nam dương, có cho các khu vực điều trị nam dương. Đối với đại băng cô thì nó điều trị gì? À, nó có cơ chế là gì? Quan thạch, đúng không? Thì nhóm kháng sinh này tác động trên globulin, ức chế ở một globulin. Thì hai kháng sinh này là kiệt lực. Nên khi người ta dùng băng cô, ta sẽ dùng thêm amikacin để đi gia tăng thêm hiệu quả của băng cô. Do đó nó không dùng cho nam dương mà nó chỉ phối hợp để điều trị thôi nhé. Ví dụ trong viêm nội tâm mạc gây đông dương thì ta sẽ phối hợp lên để gia tăng cái cổ đông dương. Rồi hoặc là dùng phối hợp với lại benicidin, cephalosporin trong điều trị những con bệnh nhân liên cầu. Ví dụ những trường hợp như bị viêm nội tâm mạc do các cơ cấu quốc là liên cầu, viêm khớp cho những con liên cầu thì ta sẽ phối hợp với lại amikacin, cefalosporin. Và nếu khi xác định là viêm nội tâm mạc phí thì ta sẽ phối hợp chung với lại metronidazole. Metronidazole là điều trị thượng tuyến. Rồi có uống kiệt lực như là các penicillin khác trong điều trị MRSA, nghĩa là trong trường hợp canh như người ta vẫn khác có sự phối hợp với lại amikacin. Lý do là cũng đa số là nó tăng kiệt lực hết nhá, nó tăng cái bổ của canh như giúp cho cái cát trên canh như nó hiệu quả hơn. Rồi, hiện nay mình có khá nhiều nhóm kháng sinh trong cái nhóm analgesic. Ba cái kháng sinh là hay gặp nhất. Còn những kháng sinh khác là dùng để điều trị lao nha, để dành để điều trị lao, ví dụ như streptomycin, kanamycin là dùng để điều trị lao. Những ba kháng sinh này hay dùng hiện nay trong điều trị trong âm thôi là gentamicin, soramycin và amikacin. Thì nói về cái hiệu quả viêm khuẩn cũng như cái mổ thì amy nó mạnh hơn gần ta viêm sinh tồn ra viêm sinh và nó mạnh hơn em viêm sinh amy ca sinh về mổ và về lấy mổ tương tự luôn. Thuốc này sẽ nhiều cái phụ nhất, có tới dụng phụ hơn, có tới dụng phụ hơn nha. Nhưng mà hiện nay á, nanomycin này rất là tốt trong trẻ em, người ta hay dùng. Nếu mà có tới cái nhóm amniotic mà điều trị bệnh nhi thì người ta rất thích xài nanomycin. Nó nhẹ nhưng mà có tới dụng phụ. Nhưng mà ở Việt Nam của mình thì nhi tiếp tỷ lệ ít quá, cái việc điều trị nhi ít quá thì bác sĩ không quen. Cho nên là thuốc này cũng thấy không có mặt ở người dùng Việt Nam. Có những cái ca nhi cũng rất là cần xài thuốc không quen. Hiện nay chỉ có hai thuốc thôi, hai hợp chất thôi là amikacin và gentamicin. Cái này thì đầy ở ngoài phòng khám, những cái ngón tay mũi họng do bác sĩ về hô hấp trong một bài phẩm là đầy để có gentamicin. Còn ca nhi thì không chất xài thì ca nhi nó mạnh quá và đây cũng nhiều hơn nên thường ở đây cài trong một cái rất là đẹp nha. Mấy ngày đó mà phải nghe nói thì rất hiệu quả. Phải biết là giá của kháng sinh hiện nay một cái lọ mà mắc nhất hiện nay là 2.8 triệu một lọ. Đó là cái lọ mà một số người cũng chưa xuống đâu. Từ khi có Covid mà nó
Rồi, một cái đặc điểm của cái tin này đó chính là vi khuẩn phù thuộc nồng độ. Hai bữa mang cung si của mình là nó vi khuẩn phù thuộc thời gian. Rồi, khi có tới một phút mà vi khuẩn phù thuộc thời gian như mang cung si á, đây đây là cái khoảng thời gian nè, ví dụ như 40 phút nè, khoảng thời gian thuốc có nồng độ nằm trên em hay sinh thì đó gọi là thời gian. Đối với công ty thì có phải này càng dài càng tốt, nó càng dài thì khả năng lợi dụng nó càng tốt, nên ta gọi đó là dịch vụ phụ thuộc thời gian. Còn đối với lại hai công ty thì người ta dịch vụ phụ thuộc nồng độ, nồng độ càng cao càng tốt, ta chỉ cần biết thì thôi, còn có phải này người ta làm đó. Cứ nồng độ càng cao càng tốt. Giữa các bạn ở đây, trên này thì càng cao càng tốt. Đó là hai cái đặc điểm khác biệt để làm cho cái việc dùng thuốc của mình nó sẽ khác biệt. Cô thì cô biết đó, cô mà con cũng sẽ thuốc gì đó, cô sẽ chữa được hết. Đa số các bác sĩ thì cũng trong bệnh viện đó, người ta bị phát là ta sẽ xin thuốc khác, thuốc ta uống rồi. Sợ nhưng mà riêng dược sĩ và chuyện bệnh nó mà dũng quá, thậm chí cũng thường cô muốn như vô cùng là chuyển sinh kém vô cùng cô muốn để tự thể cho để khác dược sĩ thử mình lắm, dược sĩ thì rất là sợ thuốc tại học quá rồi nên là sẽ thế nên dù vào cái tuần này cũng đúng thôi, nhưng mà vì cái khác cái gì chỉ có chuyện chứ không có. Nên là bác sĩ là người có biết thì sao? Người càng có tác dụng cho bệnh luôn hả? Có cương thẳng không? Chị bác sĩ thẳng lên thẳng để các bác thẳng không có bị gì đó. Rồi nhớ nha, các sinh viên của bác sĩ dùng trong độ mà muốn cái gì lại đi trong độ C-mắc, A-C, C-đáy thì thế nào biểu hiện trong độ của thuốc này? Nồng độ hàm, nồng độ càng cao càng tốt. Đỉnh. À đúng rồi, đó là C đỉnh nha. Như vậy cái tối ưu khi mà dùng là aminoxid chính là bạn làm sao tối ưu C đỉnh càng cao càng tốt. Nhưng đừng làm cho nó buộc ngoài khác thôi, nên là đưa nó cao nó không hiểu thôi. Đây là cơ chế nha, nó gắn vào tiểu đơn vị 30S thì nó giống như tetracycline vậy đó. Tetracycline là 50S thì nó là 30S. Do nó ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn. Thì vậy đây là một cái cơ chế khác với mắc vô. Do đó khi phối hợp mình vẫn phải phối hợp được rồi. Này nhớ, cái nguyên tắc phối hợp là không được cùng khổ này. Cái thứ hai là không được gần cơ chế lắm. Bởi vì như vậy sẽ đạt cho con vi khuẩn gì? Đề kháng. Nhằm mình diệt thành thôi, còn những con vi nó đột biến vô này họ thì mình sẽ không được gần. Và tiếp theo chúng ta sẽ học về các cái đặc điểm của dược phẩm tương tự như là vancomycin thôi. Các bạn học những cái bài này vậy đó, tại vì hai thuốc này là hai thuốc dễ nhất về dược phẩm. Những cái thuốc còn khó về dược phẩm, ví dụ như theo quy định của nó có hiệu lực rất khó. Vancomycin nội học cái tương tác nó thôi là hết được, không nhớ học đó là những thuốc rất khó. Còn cái thuốc này hay quá thì sẽ là nó cần chứa gì, bởi vì không bao giờ có dạng uống trên thị trường nam chỉ có dạng tiêm thôi, do đó bạn sẽ rất lòng trên cái mà bạn sẽ uống thì có. Nhưng mà mấy cái công ty dùng nó đầy ngay rồi, cái công ty dùng đó mà không cho thuê bạn á, có bác ở đây thì khác ra chỗ tôi nói là nó rất là ngon, cũng bán cái thuốc này, cái thuốc này nằm trong cái chương trình của những quốc gia hết rồi, không bán đi ta tới ta thanh tra thằng biết nguyên một cái các công ty cái lọ bán có 1.600 vậy sao nó không có đầy ở miền Tây, không biết mua gì khác lao thì phải nằm ở trạm y tế mắc gì nhà thuốc mua. Vậy là có thể là những phòng khám mua để điều trị nè, điều trị những bệnh nó có người nhà thuốc mắc rồi đó, còn nó để khác hết, để khác thì mua gì thôi cũng phải.
Anh đó cô dặn với cái ông mà cô cho cô mê để bán không có được bán thì cũng may lại dạ cũng không có bán, nói chung là rất là thấp sức bán xong là gì thì bán sạch nên nguy hiểm quá. Rồi thanh tra cũng vô hỏi là những thuốc này người ta sẽ để ý, ví dụ như nhà thuốc ví dụ như là phòng khám thì thường thì chui luôn, không có gọi là không có mặt mua bán chui nhưng mà bị xài nhiều lắm. Bạn có tới phòng tay của họ đi mấy người già ta đi tới á là quy mô hấp là kiểu tới đó thì nó hay lắm, không hỏi gì vậy tới chết một hai lần hết đó là chết năm ba xin ngoài uống kháng sinh thì còn thêm cái năm ba xin được để nhanh hết. Nhưng mà nhớ là chị chích vài lần thôi, từ 3 tới 5 ngày thôi, không có được xài kéo dài. Từ 7 tới 10 ngày, trẻ em và người già là biết đó, nhờ biết. Cô đã gặp những trường hợp biết do xài năm ba được còn khá nhờ. Rồi, vậy thứ nhất là nói về pháp hùng, dễ nè. Đây là những thuốc mà nó không pháp hùng là tiêu hóa. Và thường nó sẽ chỉ được dùng người uống thôi, trong điều trị viêm mũi. Mà hiện nay ta cũng ít xài lắm. Bởi vì dài như vậy thì nó kháng thuốc nha. Nó cái chế độ liều á, cái chế độ tiêm của nó này nó hơi phức tạp. Ví dụ như đối với vancomycin thì mình chỉ có chế độ là mình pha truyền thôi nha. Như là một lọ gà và 200ml nước muối rồi nên mình truyền. Thì vancomycin hiện nay thế giới là khuyến cáo là truyền liên tục luôn mà. Như là truyền 24 giờ. Đã nghĩa là gì? Lúc nào cũng duy trì cái thời gian trên energy là 24 giờ. Nhưng mà những cái ca về như vậy phức tạp lắm. Nên thường chỉ có những trường hợp bệnh nhân nặng thôi thì mới truyền liên tục con cô mang đi đồ không yên. Một cách là cái gì? Con quay phim mà ghi em à? Thời gian mà nó trên em sẽ càng lâu thì bị viêm phổi càng chết nên người ta mới truyền. Nhưng mà đối với lại thuốc này thì cái chế độ liều đó là một loại nó phụ thuộc vô gì nồng độ đúng chứ đó thì là phần cắt nào mà mình tiêm để mà mình đưa cái nồng độ thì đạt nhanh nhất, ví dụ tiêm mất tiêm tĩnh mạch trực tiếp hay là tiêm thường không được tại vì sợ tập tính. Do đó có hai cách hiện nay người ta sẽ dùng bằng cách bolus, tiêm bolus là người ta sẽ pha loãng 50ml thôi, sau đó người ta sẽ tiêm nhanh trong vòng 15 phút thì người ta gọi là bolus nha các bạn. Tiêm bắp này nó có ba cách, một là tiêm bắp, hai là tiêm bolus nghĩa là mình pha khoảng 30-50 sau đó mình tiêm 15 phút là gọi là bôi lớn. Và cái thứ ba là truyền tĩnh mạch cũng như của cô, thuốc này sẽ được truyền tĩnh mạch nhưng thường truyền chỉ nhanh thôi, từ 30 phút cho tới 60 phút một cái chai 100ml. Đó là ba cái cách xài của thuốc này, không có dạng đường uống nha, bởi vì nó không bắt thu ngoài uống. Rồi cái công thức mình về là cái công bố mình nhớ rồi ha, nhớ là gì? Khi làm bài tập là mình nhớ được người cũng lắm nha. Cái công bố là lít 20ml liều nồng độ khác hả? Hơi khác hả? Đó, khác cái tên sao chị nhớ được một cách thật, tại vì khi cô in cho bạn là cô cho các bạn thích hơn nào thích cái thông tin. Rồi, đây là một cái thuốc mà nó phân bố cũng tương tự như băng cô. Nghĩa là cái nơi nào băng cô có tới được thì cái thuốc này tới được luôn. Thương, tim, bụng, phổi, ngoài hạ dịch là vớt á. Về tắc xe, cổ trướng, băng cô cũng vậy nha. Nó cũng tới được hết những nơi này. Chỉ trừ một nơi nó không vào được thôi. Đó chính là hệ lực hợp viên của cô. Băng cô nó còn vào được viên này áo bị viêm khoảng 20%. Những thuốc này nó không vào được luôn. Cho đó những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm màng não họ muốn xài được là năm ăn thì gần như không có thuốc nữa, không có thể được. Thì những trường hợp đó người ta phải tiêm vào não thấp hoặc là tiêm từ những sống. Thì mỗi giờ cũng có một vài ca tương tự vậy đó, nghĩa là mình cũng dùng cái liều rất là cao cho bệnh nhân viêm màng não luôn, trong thì viêm viêm cái phân sóng từ trên xuống luôn như cái góc cổ này nha, từ cổ xuống luôn như viêm cọng này rồi coi như là cũng gặp rồi viêm nó sưng phù này. Thì cái da đó là xài răng ta chứ không phải ăn viêm là răng ta, là răng ta nó phân bố ở nó tốt hơn nhưng mà cũng không tác ứng. Thì là bữa cô ra đổi một loại thuốc thì cô chưa biết hiện tại bao nhiêu như thế nào, nhưng mà da đó cô nói sẽ tiêm vô tử thì sẽ không giá. Thế thì tại giống bị viêm đó mà nó sẽ không giác tiêm vào. Tiêm vào thì sợ nó được cuốn vô viêm rồi chèn ép thần kinh. Bởi vì những cái địa điểm của nó bị xương và nó bị chèn ép hết á.
nhiều lắm rồi, coi như là rất rất là giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, không thu động được và suốt ngày chỉ là đau thôi. À, chụp MRI để coi có những ung thư không cũng có, chỉ bị viêm nguyên một cái thân sống. À, thì đã xài ra sau khi qua 10 ngày nhưng không có sống, mà cô đã đổ qua một loại thuốc khác rồi, khả năng cũng có thể bảo được cái thân sống. À, nhưng mà thuốc đó thì cũng mất đề năng khá là mắc, có một số bệnh viện cũng có thôi. Có thể là thấy là chỉ có cái kỹ thuật tim thì các em muốn được vào cái khu cần đến, nhưng mà kỹ thuật tim đó để hai điều dưỡng không quen làm thì coi như không có cách nào để thuốc vào. Thuốc này thì rất dễ bị ảnh hưởng đến thể tích tinh bốn, thể của bác cô ít, bởi vì bác cô thì nó tan nhiều hơn, còn cái cấu trúc nó bụi hơn, còn cái nhóm này thì cấu trúc nó nhỏ. À, nó cũng phân bố khá là nhiều đó, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng đến thể tích tinh bốn. Cái nơi nào mà nó bị nhiều nước, nhiều dịch thì thuốc nhân vào được. Ví dụ như cái mô mà bị viêm xương nóng đỏ đau không vào được. Ví dụ như viêm khớp mà có xương, có dịch thì thuốc sẽ không vào được. Hay những bệnh nhân mà bị mất dịch gan bào hoặc là sơ gan hoặc thường gọi là sơ gan cổ trướng rồi, thì cái dịch nó cũng không vào thì thường sẽ bằng cách nào đó mình đưa thẳng thuốc vào. À, thì ví dụ như là nếu như mà bệnh nhân bị sơ gan cổ trướng hoặc là bệnh nhân phải lọc máu hoặc là bị viêm cái mút màng, cái màng của mút, thì bác sĩ sẽ pha thuốc này vào trong cái dịch lọc luôn. À, để truyền cho bệnh nhân. Nhưng mà lúc đó cái liều tích quan thì cái liều rất là lớn và nó có thể gì thấm vào máu nó gây cục lỏng nên những trường hợp đó là những trường hợp đặc biệt để tính toán. Giống như có trường hợp tôi nói đó là một bệnh nhân bị gãy khớp háng, bác sĩ sẽ chọn nó luôn là vancomycin và cái angiotensin vào trong cái xi để mà nối khớp háng của bệnh nhân để nó bị đo cái nồng độ của bệnh nhân này là còn những cái gì thấm luôn rồi. Vancomycin thì xuyên tinh, nghĩa là liều càng tăng thì nồng độ càng tăng. Nhưng cái thuốc này nó hơi khó, bởi vì nó là một cái mô mà chuyển động nhiều nhanh. Nhiều nhanh, nghĩa là mình không có dự đoán được đâu, như vậy. Ví dụ như bệnh nhân đang xài 500mg thì đo nồng độ ra 10 như thế này. Bây giờ bác sĩ có lên 15 thì nó lên 710, tại nó theo xuyên tinh. Mình phải biết coi thuốc có đang ở pha nào thì mình mới điều chỉnh được. Thuốc này có tới 3 ngày. Khi mà mình sử dụng một cái liều đầu tiên á thì ở giai đoạn đầu đó là giai đoạn phân bố, nó phân bố rất nhanh và nhiều. Và khi mình dùng thuốc một cái là coi như là toàn bộ các cái mô trong cơ thể đều được thuốc phân bố đó. Tại vì cái thuốc nó nhỏ đó, nó đi vào tất cả các mô. Thì ở giai đoạn này mình không có đo được nồng độ. Bởi vì nếu đo thì nồng độ nó thay đổi dữ dội đó. Ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn thải rồi. Thì giai đoạn này tương đối ổn định hơn. Thì giai đoạn này nó thường phải 30 phút sau khi tiêm nha, thì nó rất mới ổn định. Và cái mặt là phân bố và đào thải của cái mô á, thì giai đoạn này ổn. Thì mình thường mình sẽ lấy nồng độ ở giai đoạn này, có nghĩa là ít nhất mình chơi 30 phút nha thì mình có lấy máu được. Còn ở giai đoạn này mình cũng không cho được. Ở giai đoạn gamma này là giai đoạn mà nó từ vô cái giải phóng được lại vào máu luôn. Và lúc đó cái nồng độ cũng không luôn. Như vậy là chỉ có giai đoạn beta là cái giai đoạn mà mình sẽ lấy máu ổn định nhất, mình có thể điều chỉnh được. Rồi, hồi bữa mình đã đề cập tới một số cái loại nồng độ rồi đó, nồng độ đỉnh nè, nồng độ đáy và một cái nồng độ bị bất kỳ. Nha, nồng độ bất kỳ là gì? Là phải biết được cái thời gian mình lấy nha. Thời gian nào mình lấy là cái dạng điều dưỡng đi. Còn bây giờ cô dạng điều dưỡng chỉ lắm, nghĩa là chị không cần phải lấy thuốc riêng như cái thời gian đó. Ví dụ như là thuốc này sẽ lấy sau tiêm một tiếng, như vậy thì cũng sẽ không bao giờ nhớ. Rồi chị cứ lấy lúc nào thì ghi thời gian đó, chị lấy 4 giờ chiều, ghi 4 giờ chiều. Rồi lúc mấy giờ ghi lúc mấy giờ này, thì lúc đó mình sẽ xóa thời gian đúng. Ví dụ thuốc này về lúc 2 giờ, bắt đầu về, rồi thì giờ nó ghi là bắt đầu về lúc 2 giờ. 5 giờ lấy 4, rồi cũng như vậy. Chứ còn mình bắt là sau khi truyền một tiếng thì cũng lấy 4, thì người ta lộn nhầm, người ta sẽ ghi sai. Vậy đó, cái thời điểm là quan trọng, chỉ cần biết cái thời điểm đó mình sẽ suy được đó là nồng độ gì thôi nha. Rồi về chuyển hóa là giải trừ thì tương tự như bao cô, thuốc này nó không chỉ hóa qua gan nha, toàn bộ thuốc thì sẽ được gì đi thẳng vào máu, phân bố vào mô, không chỉ hóa qua gan, không tạo ra những chất chuyển hóa gì hết, mà toàn bộ nó sẽ được giải trừ qua thận hết.
Do đó, chức năng thận rất quan trọng trong cái việc tính toán liều thuốc. T1/2 đây, các bạn thấy, là bổ dụng thận á. Khi T1/2 mà ngắn, nghĩa là gì? Nhiều lần đúng không? Phải xài nhiều lần. Ví dụ Orenin đi, bạn xài nhiều lần đó, ngày 3 đúng không? Nhưng mà IV cũng vậy, sao phải ít lần vậy? IV T1/2 của nó cũng 3 giờ là tại sao phải ít lần? Tương tự như thế này nè, T1/2 có 2-3 giờ. Lý do là gì? Hiệu ứng hậu kháng sinh. Nha, hiệu ứng hậu kháng sinh. Do đó đây là trường hợp đặc biệt nè, T1/2 ngắn mà mình vẫn xài một lần một ngày thôi. IV là để ăn. Rồi, thiếu này nó cần đọc, rồi không hiểu của đại phương nha. Chỉ biết là T1/2 nó ngắn, nhưng mà nó sẽ tăng khi bệnh nhân suy giảm chức năng thận nha, thì sẽ bị kéo dài lên T1/2 ra. Và bạn biết là một người suy giảm chức năng thận thì T1/2 kéo dài tới 30 giờ, 2 hoặc 8 đến 6 giờ. Nghĩa là nó có gì? Cái khoảng cách liền còn phải kéo dài xa hơn nữa. Rồi, cái phức tạp của thuốc này nó chính là cái chế độ liền. Nó phức tạp nữa. Đối với lại Avexin thì ngay trên thị trường thì nó sẽ có cái dạng bào chế là 500mg một ống 2ml dung dịch nha. Tương tự Avexin là ống là 80mg một trên 2ml. Vậy đó cái dung dịch thì nó có sẵn rồi, người ta chỉ cần lấy dung dịch ra là người ta tiêm bóp thôi. Thì thông thường bác sĩ rất thích tiêm bóp, nghĩa là gì? Thứ nhất là đơn giản, cứ lấy là tiêm. Cái thứ hai nữa là bác sĩ nghĩ là nó rất trọng, tại vì tiêm bóp thì dùng trọng không trọng như tiêm tĩnh mạch, nhưng bác sĩ quên là tiêm bóp thì dùng trọng không ổn định. Bởi vì có người tiêm bóp chúng ta nhiều cơ, có người không có cơ, đặc biệt trẻ em không bao giờ hướng tới tiêm bóp cả, bởi vì tiêm bóp trẻ em thì nó không có ổn định như là rồi. Do đó trên cái ống nước á bắt được cái đầu nha, cái này là nó là dạng chai dạng ống vậy nè. Thì trên ống mình phải đọc thôi, người ta có cho mình tiêm bóp không? Có cho tiêm tĩnh mạch không? Có một số nhà sản xuất nó ba trợ nó không cho tiêm bóp, mà bác sĩ lấy cái tiêm bóp là bác sĩ sai nha. Bệnh nhân sai có chuyện gì là kiện đó, là bệnh nhân kiện cháu á. Ta cho tiêm thì tiêm bóp, nhưng thông thường khi mà cô đi hội chẩn là cô sẽ cho bác sĩ tiêm tĩnh mạch hết. Tại vì tiêm bóp nó không ổn định. Những cái bệnh nhân mà xài cái thuốc này thường đối tượng nó là nặng, có thể đặc biệt đó là ví dụ người già, suy kiệt của cô bóp. Hoặc là nhiên hạn thì thường theo sẽ hạn mà cô nhờ sẽ tìm tĩnh mạch luôn. Trừ trường hợp có những trường hợp khi truyền sang mạch bệnh nhân này mà khó chịu cái này thì lúc đó những trường hợp nó được cân nhắc mình cho tiêm bóp. Mà mấy ông bác sĩ thường cứ cái gì mà mình đã nói rồi thì thường không bao giờ làm cái ngược lại. Ví dụ như cô dặn là thuốc này hạn chế tiêm bóp thì cô vẫn truyền xong, tức là có trường hợp cần tiêm bóp thì cô thì ông phải nói gì mà chị chưa dùng bao giờ tôi tiêm bóp đâu. Tại sao bây giờ nó tiêm bóp bằng quẹo ha, để bóp mình trả lời thôi. Nên cho trường hợp này nó đặc biệt bệnh nhân cần xài, nhưng mà khi truyền bệnh nhân mình ha, có một thứ truyền thì bệnh nhân này tiêm bóp à, ví dụ vậy. Còn những bệnh nhân kia bác sĩ thuốc này tiêm bóp mình lên rồi mới chỉnh không hiểu tại sao lại này ạ, thì cô có giải thích là tiêm bóp thì sao nó không thích không có gì ổn định, đang cần cái nồng độ đỉnh ổn định mới điều trị được, nên thì bắt buộc phải truyền đó. Thì những trường hợp đó mình giải thích hết cho bác sĩ nên tâm lý người xài này đúng nha. Latanicin thì được các bạn thấy qua một mặt tiêm bóp không ạ, tiêm bóp hết. Nhưng mà tại vì một mặt thì đa số bệnh nhân thì sao cũng là những cái bệnh lý nó không quá nặng nha, nhưng khi những cái bệnh viện nó nặng thì cái độ liền của mình xài nó đến hợp lý. Còn nếu mà một mặt là truyền bắt bệnh nhân nặng thì khó đúng không, khó và nó lâu. Nhưng mà muốn tiêm bóp hay tĩnh mạch thì nhà sản xuất là phải cho phép nha, chứ không phải cứ đè ra mà tiêm cho bệnh nhân nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp với chế độ liều tĩnh mạch này. Băng cô dễ rồi, băng cô thì cứ một ngày xài 2 lần hoặc là 3 lần tùy trường hợp. Ví dụ như có một ca thằng bé vừa rồi là cái hậu chứng hậu covid, bé nó có 5 tuổi mà khoảng 20kg hậu covid, và khi vào bệnh viện là cấy nó ra xong rồi lại ta luôn. Nhưng mà em thấy của bác cô bác sĩ không trả lời, vi sinh không trả lời, nên đâu biết nhận hay không nhận. Và cái chai đó bạn biết là cũng khá là sạch nha, ban đầu xài cái liều cũng tương đối ổn rồi, liều con bé đó là cái dao động từ 60-80mg trên ký, không thích thì cái liều nó khác so với người lớn mình, người lớn của mình là 30mg thôi, nhưng mà không thích thì nó lên tới 80 được đâu nè. Cái thằng nhóc đó là bác sĩ đang xài liều là 50mg trên ký,
thì nó học ra cũng đánh ra có bà rồi mới mới được cái bác sĩ mới gọi cô trong cuộc sống liền vì vậy bác sĩ lại đến 50 rồi đó thấy cho nó có bà tính ăn có 2 ngày mấy 2 ngày 10 thôi thế nên là đau đáp ứng tại đến 14 ngày luôn rồi nhưng không không tin đâu con cô cũng có ngày đấy thôi nhưng mà từ lúc nhập viện bây giờ 14 ngày thế nên là cô chỉnh liền và bác sĩ đăng đài là 3 lần cô chỉnh 4 lần tôi nhớ lên là 4 lần mỗi ngày mà đo ra cái nặng thật ra thì mình cũng không cần cái rất là cao cho trẻ em nha ví dụ như khi mình học người lớn là phải trên 10 đấy phải trên 10 AUC là 400 nhưng mà trẻ em thì đấy sẽ giao bằng cuối cùng chỉ là 8 đến 10 là được rồi không cần phải cao quá vì quy mô mang về tập tính thế nên cũng chỉnh thành 4 lần với cái liều đó có thể lên là 55 á nhưng 4 lần là 55 to thì ra cũng có phải 6 lần nhưng mà nó không có những tổn thương phổi tức là phải tăng lên một lần là 6 lần cha đó bắt lại 6 lần luôn thì bác sĩ cô mới ngồi để cô giải thích một lần á tại bệnh viện bác sĩ đâu có xài tới cái quá là lại nhiều lần mà thật ra ca đó tốt nhất là truyền kéo dài nhưng mà con thì không thể nào lúc nào cũng cắm chai nước được nên thế nên là thôi hạn chế thì mình sẽ tăng liều lên là 6 lần thì cuối cùng đo ra được 8 và hiện nay nó xài khoảng tầm mới 3 ngày sau chỉnh liều cuối cùng thì là thấy nó ổn luôn cái phổi này rồi thì cái da đó ban đầu mình không nghĩ là hội chứng hậu covid đâu tại vì không tìm cái nguyên nhân nào để giải thích cái tổn thương phổi của con bé cả nhưng mà sau khi truy lùng hỏi người nhà thì người nhà có nguyên của đợt covid nhưng thằng bé này nó cũng có những triệu chứng nhưng mà người nhà cũng test mà thế nên là biết là nó cũng tổn thương phổi ở đây nó ho ít hơn không nhiều nhưng mà nhìn trên hình ảnh quan thì lại là tổn thương. À, thế nên cô đã tăng được cái liều mà cô của thằng bé thì cô lên tới 65 mg trên ký để khoa nhà hàng cho trẻ em đó là chế độ liều của cô còn đối với lại amylopectin nó có hai dạng một là chỉ dùng một lần nghĩa là liều bao nhiêu không cần biết ưu tiên một lần đó là chế độ liều một lần một ngày nha người ta gọi là chế độ liều one time một lần chế độ liều thứ hai gọi là chế độ liều truyền thông nghĩa là ai cũng xài giống nhau cho mọi thuốc men á ta gọi là chế độ nhiều lần trên ngày nghĩa là cứ 3 ống thì ngày là 3 lần 2 ống thì ngày là 2 lần nha đó là chế độ liều truyền thông nha thì đối với amylopectin nha mình đang nói amylopectin thì cái liều nó sẽ bằng nửa bao cô à bao cô thì 30 thì amylopectin nó là 15 miligam liều tổng nha rồi mấy bạn sẽ chia ra 1, 2 lần, 3 lần thì nó tùy đối tượng bệnh nhân nha còn nhớ một cái liều tổng đi như vậy thì bất cứ thuốc nào mình cũng nhớ liều tổng hết nên các bạn thấy hiện nay dễ không liều bây giờ thấy nha có những thuốc liều của từng lúc nó đã hết nên ví dụ như bệnh nhân này thì liều như đây bệnh nhân kia liều như kia nó nhớ rất khó thì văn cô đó mình nhớ 30 amylopectin chứ không nhớ 15 cho những đối tượng gọi là bình thường thế nha không có bị gì đặc biệt gì hết đó. Rồi bây giờ nó có cải tổ chế độ này nãy mình nói là cái thuốc này là thuốc gì nồng độ tĩnh càng cao thì gì cũng càng tốt đúng không? Thì người ta thí nghiệm luôn, người ta thực nghiệm trên bệnh nhân luôn và người ta xài xong người ta đo nồng độ. Thì ví dụ như một bệnh nhân này, nhìn 50 kg đi, 50 kg thì cái liều của bệnh nhân 50 kg là nhìn da ta thì chỉ 5 thôi nha, amylopectin thì 15, còn da ta chỉ có 50 mg thôi, 50 mg là 250, nha bệnh nhân này cần xài 250 mg một ngày. Thì cái ống thanh da của mình đang là 80 nè mẹ về bệnh nhân này xài bao nhiêu bệnh nhân này xài bao nhiêu bệnh nhân này xài 20 mg trên ký mà ống là 280 mg thì mình nên làm trò là gì 240 đúng không như vậy là ông này hôm nay cần xài 240 mg trên ngày tương tự như ba ống đó chứ mình không bao giờ lấy lẻ nha bạn phải lấy cho nó chạy vậy có hai cách xài cho nhau này một là mình sẽ xài chế độ gì 8 tiếng xài một hai thì cô đang xài chế độ 8 tiếng và cô thực hiện đo nồng độ tĩnh cũng thực hiện đo nồng độ cay
và đây là cái MIT này nha, cái đại học này chính là cái MIT của Việt Nam. Rồi bây giờ mình thấy đối với chế độ mà liều làm 3 lần một ngày nè, sẽ có những lúc thuốc sẽ gì không làm trên MC đúng không? Như cái vụ này nè, về tới giai đoạn này thì thuốc làm trên MC, nhưng tới đây thì không, còn tới đây lặp lại thì lại chưa, tới đây thì lại mất một cái đoạn. Và cái năm một đấy là tôi thấy càng ngày càng tăng nè đúng không? Cái xu hướng nó là một liều bị nặng tay, liều hai nặng tay, liều ba nặng tay, cái xu hướng nó là một đấy, cái này nặng tay. Trong cô thì số ra chỉ như đây là một toàn cảnh sống đó là chế độ 3 ống một lần. Vì đây người ta có dùng thêm một chế độ khác là 3 ống thay vì một lần luôn à, thay vì mỗi ống 8 giờ thì liều đầu tiên phải 3 ống luôn trong 24 giờ. Thì người ta thấy là gì? Thứ nhất là nồng độ lực thuộc về nhau. Đây là cái nồng độ lực ban đầu xài nhưng mà cảm không một tí đi, dù mà có đôi nữa thì nồng độ lực thức ăn cũng rất cao hơn so với là chế độ dùng bỏ một lần. Rồi cái thứ hai nữa, cái khoản mà ngoài cái MIT á, nó không bị lên xuống, nó không tạo cho vi khuẩn những cái lúc gì thì khác, có lúc thì có thuốc, có lúc thì không thuốc, hoặc có thuốc không thuốc để làm cho vi khuẩn nó quen ở đường khác. Thì ở chế độ liều này người ta sẽ thấy là ra đây là một kháng sinh, không có hiệu thuốc nổ kháng sinh nữa. Thì đó khi tôi dùng liều cao, nồng độ tôi càng cao thì cái hiệu thuốc nổ kháng sinh tôi càng kéo dài. Nha, cái gọi là hiệu ứng phản ứng này chẳng được bao nhiêu cả. Nha, hiệu ứng phản ứng này kéo dài. Và cái mặt độ lĩnh chắc chắn là sẽ đạt ưu thế hơn nha, so với là chế độ dùng rẻ. Thì cho tới hiện nay, cách đây khoảng 15 năm, bác sĩ ta quen với liều truyền thống. Nghĩa là cứ cái gì mà một hai ống là ta sẽ xài một hai lần, ba ống xài ba lần, hai ống xài hai lần. Thì bạn biết ở thời đó, để mà tập huấn cho bác sĩ xài chế độ một lần rất khó luôn. Nghĩa là khi mà mình can thiệp nói bác sĩ ơi, bệnh nhân này cần xài 3 ống thì tốt nhất cho bệnh nhân này là xài 1 lần thôi. Bác sĩ không chịu, thì cái từ xưa giờ bao giờ cũng xài 3 ống thì 1 lần hết. Tiên giải sợ bị động tính rồi này họ thì lúc thì mình phải giải thích là à có xài không phải đo nồng độ để tôi kiểm soát động tính rồi vân vân, nhưng mà phải giải thích cho bác sĩ. Và còn như ca nào thì mình xài hay có những cái gì không thể hết. Nghĩa là ca nào thì cứ xài lẻ là cô cứ gom lại, và khi cô gom liền lại cô mới đo nồng độ để cung cấp cho bác sĩ thấy là cái bệnh nhân xài nó hợp lý ha, và giảm thì phụ. Thì cho tới hiện nay 90% bác sĩ đã quen chế độ liều một lần, còn có 10% là chưa quen, nhưng mà gần 90% là quen. Khi xài cái amikacin hoặc cantamicin là một lần hết, nhưng mà nó tạo chỗ là gì, nó có những trường hợp ngoại lệ hoặc những trường hợp khác luôn nè. Đây như vậy là mình đang có hai chế độ liều nha, một là truyền thống. Truyền thống nghĩa là chế độ liều gì? Nhỏ, liều ngắn. Và khoảng cách liều 8 giờ, 12 giờ là chế độ liều ngắn. Ở chế độ này thì cái khuyến cáo của thế giới năm 2021 là theo dõi nồng độ lĩnh và lấy liều. Mặc dù mình thấy là đối với vậy, nhóm này nó phụ thuộc vào nồng độ lĩnh. Lĩnh là để phản ánh hiệu quả. Nồng độ đấy là để phản ánh gì? Tập sinh. Nha, để bạn thấy nè, nồng độ đáy nó sẽ tích lũy, nồng độ đáy mà càng cao nghĩa là cái khả năng tích lũy thuốc nó có và nguy cơ được suy thận nè. Nên khi dùng chế độ liều mà nhiều lần thì bắt buộc phải theo dõi cả hai nồng độ luôn, vừa đỉnh và vừa đáy. Như vậy là cái thuốc này mình phải xài gì, xài xong phải tối thiểu mình đo hai lần nè, mà phải lấy mốt hai lần thì được. Rồi, nhưng một phương pháp khác, phương pháp là chế độ một lần một ngày. Nói chung là gọi là một lần chứ không phải, nó gọi là cái chế độ một khoảng cách liều kéo dài mà. Có nghĩa là có thể là 24 giờ, có thể là 48 giờ nha, chế độ liều kéo dài này. Khoảng cách liều dài mà mình xài một cái liều lớn nha. Thì thường cái cách này nó hơi khó cho các bạn, thật ra tôi đang dạy cho dược sĩ và bác sĩ thôi, nghĩa là mình không cứ tự cho ta mà bỏ đi để đứng vào đấy luôn, nhưng thật ra lúc này ta không có những khuyến cáo đấy mà ta chỉ cần đo đỉnh thôi, đo đỉnh để trả lời cái nồng độ đỉnh thôi nè, càng cao thì càng tốt. Chút nữa mình sẽ học cái này nha, còn giờ đo đỉnh nó nhiều không nhớ rồi, đây là cái mà cô giải thích kỹ hơn cho mình đây.
Nếu như khi mình dùng liều nhỏ thì bắt buộc mình phải đo nồng độ đúng vào đấy. Trong những trường hợp mà mình dùng để mục tiêu là không phải điều trị chính mà dùng để phối hợp với một cái cá nhân đang dùng khác, ví dụ nó dùng phối hợp với lại bacopolysin, thì lúc đó mình không cần xài một lần một ngày mà mình cứ xài hai lần như liều của baco vậy đó. Hai baco xài gì như thế nào thì mình cứ xài gì của lúc này như vậy. Tại mục tiêu mình là đang tăng cái hiệu quả baco nha. Vì vậy trong trường hợp mà mình xài cái liều đa như là xài nhiều lần thì thứ nhất là mình đang dùng nó như là một cái tố độc rồi. Cái thứ hai nó không phải là điều trị chính nha. Ví dụ như một bệnh nhân nhiễm khuẩn gì đó mà tôi không rõ là có nhiễm trong âm hay không thì lúc đó tôi đang xài amikacin ở chế độ là gì, là chế độ hỗ trợ, thì lúc đó mình có thể dùng chế độ này hai lần ba lần. Nhưng mà ở chế độ này thì nguy cơ là tăng động tĩnh mạch do nó tích lũy. Nếu bạn sẽ mổ một liều nó sẽ tích lũy, mổ một liều nó sẽ tích lũy. Đây là một số cái tham khảo về liều. Này là một cái khuyến cáo của cái xe kho đó, là cái phần mềm của tôi đang coi đó ha. Chúc tôi quên là ngày mình coi phần mềm đó. Nói chung là nó có khỏe hết rồi, nhưng mà đừng nhớ này nhớ nhiều. Bác sĩ thường đọc cho mày thì mình cho mình biết gì thôi. Nhớ thảo viên không đọc. Các bạn thấy là đối với cái độ này là một ngày á, có nhiều lần này thì người ta dùng cái liều hơi thấp, nghĩa là amikacin thì nó sẽ dao động từ 7 đến 5 đến 10 thôi cho mỗi 12 giờ nha. Nhưng mà nãy cô nói là gì, 15 mg trên ký trên ngày, đó là cái liều chuẩn hiện nay. Còn nếu như mình khác đang dùng bổ hoặc là cho một cái sinh khác thì mình thấp liều xuống mà khoảng 10 thôi. Đo nồng độ đáy là gì? 30 phút trước khi tiêm, tiêm nhiều bằng cùng. Đo nồng độ đỉnh là sau 30 phút sau khi truyền nha. Thì mình sẽ theo chế độ liều đa, nghĩa là chế độ truyền thống nhiều lần, đúng không? Cái này nó chế độ liều nó hơi phức tạp nên mình nhớ cũng mọi người buồn rồi. Một lần thì đáy nặng đây, nhưng mà hai lần thì đấy sẽ tăng hơn tí. Bạn xài nhiều lần thì nó sẽ nhẹ nhẹ hơn. Như vậy đây là chế độ liều dành cho bệnh nhân xài 8 giờ, 8 giờ. Còn đây là chế độ liều 1 ngày. Như vậy nếu mà bạn dùng 1 lần ngày thì bạn coi gì? Coi 1 ngày. Đây là 1 ngày nha, qua ngày 2 mình sẽ tiếp tục. Tự nhiên nó sẽ cao hơn. Là 1 lần mình xài 3 ống rồi, thì ngày thứ 2 sẽ khác. Nhưng ta muốn hỏi là bây giờ mình thấy cái gì khi mà chế độ liều 1 lần? Nhiều lần 1 ngày như vậy đó. Cứ đỉnh vào đấy mình thấy được rồi đó. Nhưng mà chế độ liều một lần một ngày, một lần một ngày thì sẽ thấy gì? Cái đỉnh hả? Cái đỉnh thôi, không cần đi đây thì một nha. Nhưng mà người ta lại có một cái khuyến cáo mới, đó là mình sẽ lấy cái C này gọi là cái C bất kỳ. Mình biết cái hiện này thì mình lên phần mềm mà mình làm mình mới hiểu được. C bất kỳ, nhưng mà ví dụ như là ta lấy C 4 giờ, C 6 giờ, C 10 mấy giờ mình cứ ghi ra nha. Thì cái này thật ra dễ đo nồng độ lắm, dễ hơn cả những cái mà đánh phụ. Đây, chế độ liều một lần này. Chế độ liều một lần thì là chúng thấy dễ nồng độ đỉnh rất là cao. Sau đó là gì? Kéo dài suốt 24 giờ. Thì thật ra một lần một ngày nghĩa là đây có cái khoảng cách kéo dài nha. Ví dụ như bệnh nhân bị suy thận mà cần xài kéo dài thì mình bắt buộc phải kéo dài 48 giờ luôn, chứ không phải là 2 phút giờ. Rồi, đây là các khuyến cáo, các guideline mình có thể theo dõi nó cụ đó. Thì đối với chế độ liều một lần một ngày, người ta cũng tính liều dựa trên cân nặng, khoảng cách liều cũng dựa trên gì, chức năng thận. Ví dụ như bông cô, cứ tính một cái liều. Ví dụ như bông cô một liều chính là 15, mà tổng liều sẽ là 30, đúng không? Và cái khoảng cách liều sẽ tùy thuộc vô chức năng thận.
nếu là bệnh nhân bao nhiêu thì cái khoảng cách đều để dài thì kéo dài ha, hoặc là ngắn lại thì chế độ đều một lần, nghĩa là 24 giờ mình sẽ xài một lần. Thông thường nó là 15 mg trên tiếng mỗi 24 giờ. Nếu như bệnh nhân bị thay đổi chế độ tập suy giảm nè thì cái liều sẽ giảm theo. Thì đây chỉ là khuyến cáo của thế giới về cái liều capecitabine. Rồi về theo dõi nồng độ, các bạn thấy cái nồng độ đỉnh ở chế độ liều một lần đó, rất là cao, nhưng nó không vượt quá ngưỡng độc tính liều. Thôi nhưng cái này mình nhớ nhớ mấy này đi, cô không có làm tổng kết à. Đây là cái trang khuyến cáo của Mayo Clinic, là một cái trang nổi tiếng của Mỹ. Đa số người ta đều khuyên bác sĩ là xài một lần ngày hết. Và chế độ liều qua mình sẽ giữ cái nồng độ tốt là 15, cái nồng độ suy giảm thì giảm xuống 15, 12, 15, 4. Dưới 30 gần như người ta không xài liều một lần nữa. Nãy là thấy dưới 30 là không được xài một lần. Bởi vì bao nhiêu trạng lần là sẽ nồng độ cao, thì lúc đó phải xài nhiều lần để đem cái nồng độ thấp hơn. Như vậy thì chế độ liều một lần một ngày sẽ có những trường hợp ngoại lệ không xài. Và bây giờ nhớ một số điều nha, thứ nhất, liều thông thường của một chế độ nhiều lần á thì gentamicin xài 3 lần, amikacin thì thông thường ta xài 2 lần. Cái liều tầm từ 3 đến 5 với lại tập đa 15 cho ami thì mình phải nhớ rồi, ami thì bạn cứ tính 15 trên kg trên ngày và chia 2 lần thôi. Còn gentamicin thì là 3 đến 5 thì đi ăn trên này chia từ 2 đến 3 lần luôn. Nhưng chế độ liều một lần nghĩa là những cái công viên quẩn mà một tuần thì nồng độ cao để mình diệt nó thì amylase người ta cũng cho tối đa là 20 15 cũng đúng nhưng mà người ta cũng cho tối đa 20 để mà mình có thể diệt được những công viên quẩn mà nó có thể. Các bạn biết là cái khuyến cáo của chị là 2 hiện nay là lên tới 30 luôn. Nên mà cô chưa bao giờ xài được đó, cô không dám xài. Bởi vì rất sợ độc tính trên bệnh nhân. Có những bệnh nhân cô cũng xài liều khá là cao, thì tầm 23mg trên ký mà nó già. Không dám xài lên tới 25 luôn á. Nhưng ở cái hồi trước bạch mai người ta xài tới 30. Mà cô thấy cũng cực kỳ nguy hiểm. Ai thì nói chung là xài tới cha, hay chúng ta có xài liều. Răng ta cũng vậy, ở cái độ liều tầm 1 ngày, ta có thể lấy 7mg luôn. Bác sĩ mà nghe tới 7mg không có phải. Ví dụ như một bệnh nhân bao nhiêu 60kg đi, mà xài 7mg thì bao nhiêu 420mg. Thì bạn thấy một ống nó có 80 rồi, mà xài 420 thì là được dưới 5 ống lắm. Bác sĩ không bao giờ xài gần 5 ống. Các bạn có quy cái nào cho bố chế xài không? Tại vì ta thấy chưa bao giờ ta xài cái độ gì đó. Nhưng trên thực tế cũng có xài một vài trường hợp với điều kiện là coi như mình phải đo nồng độ, phải giám sát bệnh nhân chặt chẽ để có thể cho mình xài. Đó, đều rất là cao cho cái độ liều cùng lần. Thuốc thì thường thì tiêm bắp của tôi đã có, nhưng mà tiêm bắp thì cũng rất là hạn chế cho những trường hợp mà bệnh nhân mình không ổn định về liều lần nha. Tiêm truyền tĩnh mạch thì thường là gì? Như là bắp bơ thôi. Hai cái thuốc này khi xài cũng phải pha vô 100ml nước muối. Natrium có 9%, 100ml. Thì 100ml này truyền trong vòng 30 cho tới 60 phút. Thế nào? 100ml này nếu mà truyền 30 giọt đó, thì nó tốn hơn tiếng 10 phút. Do đó mình có điều dưỡng ta sẽ truyền trong vòng 60 phút thôi hoặc 30 phút. Hết được cái giai này thì mình mới lấy máu cho nó được. Phải đúng cái lịch mình lấy máu được. Chứ còn điều dưỡng mà cứ để cái chai đó là cắm cho nó chảy 2-3 tiếng thì nó không còn hiệu quả dùng thuốc hết. Nhà thuốc là thuộc nồng độ mà truyền càng ngắn càng tốt nữa đó. Nghĩa là truyền 30 phút càng tốt. Truyền 30 phút thì bắt buộc điều dưỡng nó chỉnh cái giọt. Ví dụ như nó chỉnh lên 50 giọt 1 phút chẳng hạn. Thì phải dạng điều dưỡng cho tỷ nha. Đó, đây chính là cái truyền tĩnh mạch. Ngoài ra còn có tiêm trong tỷ, tiêm trong não thất nhưng mà không ai dám làm hết á. Là cô biết mấy bệnh viện mà cứng lớn là có xài không? Chắc là tôi đã có hỏi được rồi. Chứ hiện tại chưa thấy ai xài. Rồi,
cũng tương tự như văn vô, người ta sẽ hỏi là văn vô thì có một cái liều loading, chỉ là liều tải cho những bệnh nhân nào, thì nhóm này có phải xài liều loading không? Tại vì thuốc này cũng là xài cho bệnh nhân nào, thì các bạn thấy là do có thuốc này mình đã xài một cái gì chế độ liều đặc biệt rồi, chỉ là bao nhiêu lần liều tôi xài một lần thì mình sẽ không dùng liều tải, tại vì nó có liều tải với liều đó nó giống như nhau rồi, không có những liều tải. Đó, thuốc này không có liều tải nha, chỉ có chế độ liều thông thường thôi, ta gọi là liều duy trì, maintenance dose là gọi là liều duy trì. Thì khi muốn xác định một cái liều đầu tiên trên một cái bệnh nhân cần phải uống thì mình phải biết cân nặng của bệnh nhân, đúng không? Cái vô hai dạng của mình đó, thứ nhất là cân nặng, cái thứ hai là chiều cao để cho bệnh nhân có bị béo phì không nha. Nếu mà trên 30% của gì của cân nặng lý tưởng thì bệnh nhân này béo phì thì không được tính liều theo cái cân nặng béo phì, mà phải tính liều theo cơ bản điều chỉnh, bởi vì thuốc này nó đặc tính mà. Ví dụ như ăn protein không cho đặc tính liền không cho đặc một hết, bệnh nhân một cảm thấy là cũng vậy luôn, xác định béo phì như thằng thuốc này 7-9 rồi 5-9 rồi 6 thì tính 7-9 ở mỗi năm rồi đừng lấy cơ bản lý tưởng nha, các bạn lấy cơ bản lý tưởng thì rất là tốt, không có đủ điều kiện đâu. Tính theo cân nặng chịu đựng. Rồi cơ bản bây giờ cứ nhớ AMI thứ 15, ZAMPA là cứ là 3-5 cũng được, trong trường hợp là gì có hợp với thuốc khác. Còn nếu mà mình đang xài nhóm 9 thì là từ 5-7 luôn, cho bản thân đó là điều kiện chính nha. Cái liều 7 thì thường đó thì ta không quen đâu nha. Sao lớn hơn 30 đó là nên kêu khuyến cáo bác sĩ lớn hơn 30 nữa ta. Rồi ví dụ như một bệnh nhân có cao hơn cân nặng 17 kg, chúc lên hỏi. Kiểm tra là bệnh nhân này có bị béo phì không? Thì cũng vậy nha, những câu hỏi tuy như vậy, anh trả lời bệnh nhân này béo phì không? Hay là cái câu hỏi tuy như là có cạn kiểm tra như thế này, bạn sẽ dùng cái chức năng phẩm gì để tính nhận như này? Nhắc nhở cái này là mình tính là mình cho cái phòng nhiều hơn, tính là mình cho tăng quá phòng nhiều. Rồi ba rồi như vậy bây giờ mình sẽ nói tới các cái loại hàm lượng. Em hiểu rồi, nãy là mình đang nói tới hàm lượng đỉnh nha, nồng độ đỉnh. Nồng độ đỉnh chính là nồng độ cao nhất của thuốc. Nồng độ đỉnh này sẽ được đo khoảng 30 phút sau khi ngưng truyền. Thật ra đo được nhóm này thì nhóm này là gì? Tổng cộng cái thời gian từ lúc bắt đầu tiêm cho tới khi bạn lấy nồng độ đỉnh là 1 tiếng. Cái nhóm này nó có trong khách ấy, ở cái buồn đầu cao. Để tôi chỉnh một tí thôi. Nồng độ đỉnh sẽ được lấy kể từ khi dùng thuốc sau một tiếng. Tại vì điều dưỡng ta có thể truyền 30 phút thì bạn không chờ 30 phút. Điều dưỡng truyền 60 phút thì sau khi truyền xong họ lấy luôn. Nói chung là tương tại là cứ 60 phút kể từ lúc tiêm là mình lấy máu để đo được nồng độ. Nồng độ đấy, nồng độ đấy là nồng độ thấp nhất nha. Và nồng độ đáy này là dùng để đánh giá gì? Tập tính thôi. Nồng độ đỉnh là để đánh giá hiệu quả. Còn nồng độ đáy thì dùng để đánh giá tập tính thôi. Không đo được hiệu quả bằng nồng độ đáy. Nồng độ đáy này là tích hợp đo có nặng được, các bạn muốn đo cho cái độ liều mà cũng được. Chỉ sao mà đo là có tiền đo cái gì hết á. Chứ còn mình thích đo thì mình khẳng định lại rồi nhưng mà tập tính thì không thôi. Nhưng ngoài đặc tính và cái nồng độ thì mình vẫn giám sát bằng gì? Bằng cái chiếc hành thọ hiện nay để coi có người đặc tính hay không. Rồi, tiếp theo bây giờ nó phức tạp ở chỗ là khuyến cáo năm 2020, tại vì các bạn cũng nên biết thôi chứ tiêu không hỏi đâu, để lỡ mốt mình ra trường mình có đủ cái amikacin mình cũng biết được trả lời. Khuyến cáo năm 2021 chứ, thì người ta khuyến cáo là amikacin chế độ liều mà tôi nói đó, liều một lần kéo dài á, mà không biết cái chỗ nào mình đo thì người ta sẽ khuyến cáo một cái nồng độ về là nồng độ bất kỳ
hay còn gọi là nằm ở khoảng giữa đấy, giữa đỉnh và đáy thì nó là cứ nằm ở khoảng giữa ở đây. Ví dụ như một số bệnh nhân đang xài ở pha beta đó, là cái pha mà khá là ổn định hàng năm đổ á, thì mình sẽ có thể lấy từ 6 cho tới 14 giờ kể từ lúc bắt đầu truyền. Nghĩa là khi bắt đầu truyền sau 1 tiếng thì mình sẽ lấy nồng độ đỉnh, đúng không? Thì sau 14 cho tới 16 tiếng mình sẽ lấy được cái nồng độ khoảng nhiều. Thì thường cái nồng độ khoảng giữa này ta sẽ đo ở lần đầu tiên khi vào thuốc. Đây, thay vì thuốc này giống như con colicin cũng phải đều lấy nồng độ ở khoảng thứ tư, liều thứ tư cẩn thận, nghĩa là sau liều 3, trước liều 3 lấy đỉnh vào đấy. Thì bệnh nhân đang xài mà nặng mà mình cần xác định liền cái chế độ liều mình đúng hay không thì mình sẽ đo được cái nồng độ khoảng nhiều rồi. Thì nồng độ này sẽ lấy từ 6 cho đến 14 giờ từ lúc bắt đầu truyền nha. Thì cái khoảng này sẽ dùng như 6 giờ ở đây, 4 giờ ở đây, khoảng này ở đây, nồng độ. Thì điều dụng chỉ còn chiên chính xác là lấy lúc mấy giờ thôi, mình biết mình bỏ vô phần mềm. Rồi thôi, mình cứ học cái nồng độ khoảng nhiều đi nha, thì mà mình tập cho mình hiểu được. Rồi, đối với lại vancomycin hiệu quả diệt khuẩn AOC trên hết, đúng không? Phải từ 400 đến 600. Thì cái thuốc này nó khác, khoảng điều nồng độ diệt khuẩn của nó chính là bằng C-pick trên MIT, chỉ là bằng nồng độ đỉnh trên MIT phải trên 10 mới diệt khuẩn được. Nghĩa là nếu như ô vi khuẩn này không được kháng MIT nó khoảng 1 ha, thay nồng độ đỉnh của mình phải 1 nha, phải 10 nó đẹp. Nhưng mà tùy con nha, ví dụ như ra con trực khuẩn muốn xanh thì cái độ sẽ 15, rồi ra những con khác rồi 25. Vì là cái nồng độ đỉnh cực kỳ cao, nó mới được những con vi khuẩn ta kẹt đó. Vậy là nồng độ đỉnh này phải trên 10 thì mới đạt được hiệu quả. Còn nếu mình đo ra mà thấy thấp quá thì không có hiệu quả gì đó. Rất cao tỏi rồi, chọn này người ta cũng có một chút chế độ liều một lần đó, nhưng người ta nói là khi mà mình xài cái liều cao và kéo dài như thế này nè thì mình sẽ có hiệu quả là MOC chỉ thì cái quả chỉ này sẽ giúp cho bệnh nhân ít bị động kinh hơn nha, và nó sẽ tạo điều kiện cho các bạn tính hậu phát sinh tốt hơn. Nghĩa là bây giờ đang ủng hộ cho chế độ liều gì một lần một ngày. Bây giờ mình nghĩ ra rồi. 9 giờ không? Dạ, vậy giờ mình nghĩ ra rồi. Chưa lên không? Chưa lên không? Máy này nó không có thể sạc được sạc đấy, không có do có một sạc nhiều không qua cái ôi đi thì cứ diễn dụng theo các bạn thường sách có không? Có không? Thậm chí là nó béo phì cũng tính là các bạn thật luôn. Chỉ có người béo phì thì không quá 4 tới 5 gram như thế rồi thì có thể tập vậy. Còn cái ăn như thế này không? Người ta có thể là cao thì nó chặt quá nó đè lên ngủ. Sao nãy được thì hình không được. Cái này sao không? Mình sẽ đáp vô cái tương tự cái tương tự đó. Nha, cái tương tự mình phải đổi cái này về với lớn một mặt và mình phải béo phì. Lớn một mặt. Rồi, trong cái bảng tính ra được tương tự lý tưởng thì mình sẽ lấy tương tự thật. Mình trừ cho tương tự lý tưởng chia tương tự lý tưởng. Mà nếu cái này trên 30% thì mình sẽ nhớ là bệnh nhân này là béo phì nha. Bằng hoặc hơn đúng không? Bằng hoặc hơn đúng không? Ví dụ công thức có dùng chuyên cho này là nam đi chứ người mặc mọc này là nam. Thật ra thì ở Việt Nam mình là nữ cũng đang mọc nhiều lắm nha. Thích hơn nhiều. Rồi, do cái điều của anh xin cảm thấy là nguy cơ cơ sở độc tính. Do đó khi mà bệnh nhân béo phì thì có mà phải dùng cân nặng điều trị. Đây, cơ nặng điều chỉnh.
để mình tính cái liều. Tại vì nãy đó là ăn trước thì cái liều là 15 mg, thì lỡ mình nhân 100 kg thì sao, thì mình sẽ cho nó tới 1.500 thì quá cao nha. Vậy đó là đây nè, đó và pha protein thì cái dùng cơ bản thôi, 100 kg thì nó chỉ dùng cơ bản thôi, 3 gram cơ sở là nha. Rồi ba này nha, rồi bây giờ tới cái khoản trị liệu nè. Thì cái khoản trị liệu này có nhớ analytic nó cũng phức tạp luôn theo cái độ liều, và cứ nhớ là analytic mà khi mình dùng về một lần một ngày chỉ là mình đang đánh đúng cho cái công việc của mình vào liều nha. Còn nếu mà mình dùng cái độ nhiều lần nghĩa là sẽ nằm trường hợp ngoại lệ hoặc là trường hợp mình đang dùng để trong một vòng hai đến những cái tính khác, thì thường mình sẽ dùng cái độ liều không cùng thôi chứ không có dùng một lần một ngày, bởi vì nó cao quá nó cũng nguy hiểm. Như vậy nếu mình đang dùng cho một cái độ liều thông thường thì cái nồng độ cũng không cần quá cao, nên mình chỉ cần ăn gamma thôi nha. Gamma thì không cần phải nhớ, bởi vì nó dao động các bạn, có nghĩa là trong những cái trường hợp mà dùng phối hợp á thì gamma này nó dao động tùy theo mức độ nhiễm khuẩn, thì nó sẽ tầm hơn dưới 10 nha, gamma thì dưới 10. Nhưng mà nếu nó dùng trong trường hợp phối hợp với kháng sinh khác thì không cần cao, cần là tăng thôi, là nó cũng đã đủ hiệu quả rồi, là bản thân nó không cần phải diệt khuẩn ăn mà nó là hỗ trợ cho nhóm beta thì có tăng rồi. Amikacin thì cái khoản trị liệu này là nằm độ đỉnh nha bạn, những này là nằm độ đỉnh hết á. Nằm độ đỉnh của amikacin là từ 15 cho tới 30. Thì hiện nay như cô nói ở ngoài bạch mai nó đã nâng cái nằm độ đỉnh này lên luôn, lên tới 40 luôn, để nó đem lại cái hiệu quả diệt khuẩn tốt nhất nha. Nhưng mà mình chưa giá, tại vì mình phải đo thường xuyên mới giá. Thì cũng tương tự như con cô, mình sẽ lấy nồng độ đấy ở sau liều 3, trước liều 4 nha. Nồng độ một đỉnh thì mình lấy sau liều 4, đó là một chế độ rất là thông thường, thường quy. Ở chế độ mà liều một lần thì đương nhiên nồng độ đỉnh mình không muốn cao hơn, dù như nồng độ đỉnh của con AB là từ 5 tới 30 thì ở chế độ liều một lần, nhưng mà điều kiện có nguyên cũng nặng đó, dùng trường hợp uống xanh những con plexigla, như hồi nãy tôi nói con mà khó chịu hoặc nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng đó, thì mình sẽ nâng cái nồng độ đỉnh lên cao tối đa tầm 2 đến 40, nhưng mà hiện nay các thuốc cháo vẫn còn là 30 thôi, nào là chưa giao lên cao thì đâu. Về cái nồng độ đấy thì tùy thuốc nha, amikacin thì chút nữa mình sẽ có nó rõ hơn, gamma-amikacin cũng khác, nhưng mà thường cái nồng độ đấy người ta đo lường cái sự tích lũy, nghĩa là người ta sẽ đo lần 1, 2, 3 thì ta có nồng độ đấy cũng sẽ thêm cái mức gia tăng hay không. À, nếu mà nó hơi tăng hơn so với cái mức thì ta sợ là sẽ đau tức phòng nha. Thì có cái tác dụng không mong muốn, tức là cái phục vụ á, so với gamma-amikacin mà khi cô nói gamma-amikacin đậm hơn nó đậm khoảng 1%, thì nhóm amikacin sẽ lên tới 10%, nó trên 10, và biểu hiện nó rất là lớn. Hay chỉ cần xài analytic tầm khoảng 3 ngày mà đau nhức âm thận thì là cái bệnh nhân sẽ có nguy cơ là suy giảm rồi, nghĩa là nó sẽ gây tổn thương thận biến cơn. Thì cái độc thận này là do nó tích tụ của analytic trong tế bào thận ha, và nó sẽ gây hại tử tương tự như bài của thận á, chủ yếu là nó sẽ là độc thận tại thận thôi, nghĩa là nó sẽ gây hại tử các tế bào thận và từ đó nó suy giảm chức năng thận. Và cái độc tai thì bác cô cũng có, nhưng bác cô sẽ hít ra hiến tập và của bác cô sẽ phụ vô hành độ đỉnh. Tập tay khi mà hành độ đỉnh bác cô cao lắm, mang trên 80 được thì nó mới hiến thấy. Chứ aminosis thì có, bởi vì nó sẽ tích tụ trong cái bọn tay tương tự như trong cái bộ phận đó, ở tay trong nó rất là nhẹ dạng ha. Và đặc biệt là hai đối tượng trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng mà chưa phát triển hoàn thiện. Người cao tuổi là đối tượng bị suy giảm ha, thì cái nguy cơ đập tay sẽ xảy ra thường xuyên hơn so với người lớn. Thì làm thấy như cô nói ở ngoài phòng khám người ta vẫn hay xài gamma-amikacin, và thường cái độ liều là người ta phải xài thấp hơn, ngắn hạn trong 3 ngày, tối thiểu là 3 ngày, và một lần mình chỉ là khoảng 5 ngày. Thì mấy bà mẹ mà có con hay bị viêm nhiễm đường hô hấp hết, hay đi khám phòng này tới phòng nọ không hết. À, và khi mà người bác sĩ mà ta cho một cái liều thuốc gì đó mà ta thấy hết thì bệnh nhân rất là khoái, bệnh nhân sẽ tới hoài ví dụ vậy. Và thường xuyên thì hôm trước có một trường hợp là trẻ thằng bé khoảng 3 tuổi 4 tuổi tôi quên rồi, khi nó tới cấp cứu là lý do là mẹ nó nghi ngờ nó bị điếc, bởi vì nói chuyện nó không nghe,
thì bác sĩ sẽ tìm một cái cho nào, ví dụ như có bị bỏ sinh không, rồi có bị chấn thương gì nọ không, mà cho ở dưới đó là cho một cái đợt chuyên khoa hết điều này bằng bú ha. Trong vòng khoảng mấy ngày này thì cảm thấy là nó hơi bị lãng rồi đó, nếu là khi nó đang chơi mà gọi là nó nghe rồi đó, nó lại gần kêu thì nó có biết, nhưng mà vài ngày sau thì gần như nó hoàn toàn không nghe gì cả. Và lúc đó bác sĩ xác định là thằng bé đó, nó do sử dụng gì ăn nên tôi cũng biết nó tăng tăng trên nó còn khá và nó điếc lắm, bây giờ nó đang bị suy giảm thính. Nghĩa là ở trẻ em thì nó có diễn tiến sẽ điếc mà không có được sớm thì nó sẽ không hồi phục, còn thận á thì phát hiện vì dữ liệu thì người ta mặc thì đó là hai cái độc tính mà bác sĩ rất sợ cho tới hiện nay cũng sợ, do đó rất là thận trọng trong việc xài nhóm antibiotic. Nhưng mà ngoài ra có một cái dụng cụ bác sĩ không để ý, đó là cái dụng cụ trên phần kinh cơ, nên là trên cái cơ nha, cơ là cơ cơ bắp á, thậm chí là cơ phế quản nữa. Những cái bệnh nhân nặng khi mà ta nằm ở bệnh viện thì ta hay cái thở máy, và thở máy nghĩa là do cái cơ phế quản ta bị dơ nha, ta không co bóp được, thì vô tình là khi dùng thuốc này nó làm nặng thêm tình trạng cai máy thở, những bệnh nhân không có được phục hồi được. Hay là những cái trường hợp đó thường là điều trị mình phát hiện thôi, mình phát hiện mình báo bác sĩ. Còn phần thuốc này thì nó gây rất thường gặp hơn, nhưng khi nó dùng chung có những thứ khác thì như là thuốc gây mê, giãn cơ, bệnh nhân xài và các sinh khác thì nó sẽ làm độc hơn cái phần kinh cơ. Hay đó mình có thể khuyến cáo bác sĩ ngưng, bác sĩ ngưng thì bệnh nhân có thể phục hồi. Vậy thì trong ba cái độc tính này chỉ có độc tai là gần như là không có hồi phục, nó không có điện đảo được, nghĩa là khi nó hủy tế bào tính giác rồi là nó không hồi phục được. Thì phải thận trọng dành cho trẻ em và người cao tuổi nha. Và cái độc tính này nó cũng sẽ gia tăng tùy thuộc vô cái nồng độ luôn. Các bạn thấy ở cái độc tính thận thì thường biểu hiện rất là sớm, hay chỉ cần cái nồng độ nó lên ngưỡng tí xíu là nó sẽ dẫn tới độc tính rồi. Độc tính tai thì cái nồng độ sẽ cao hơn nhưng mà nồng độ này cũng không quá cao, nên cái nguy cơ bệnh nhân cũng có thể dẫn tới độc tính tai thì tại uống. Nhưng các bạn thấy là cái ngưỡng độc tính nó chỉ trên cái ngưỡng trị liệu rất là thông minh ha. Do đó thì nên nhớ antibiotic là cái nhóm mà mình phải theo dõi rất là thận trọng trong cái việc xài thuốc. Thì như cô nói hiện nay á, các bác sĩ người ta cũng rất là sợ do cái độc tính, nên người ta cũng thường xài ít lắm, xài ngắn ngày, người ta cũng tự động ngưng khi mà người ta đã xài 7 ngày là cũng ngưng. Hoặc là nếu người ta muốn xài tiếp thì người ta sẽ hỗ trợ thêm dụng cái càng, để mà nếu ca này cần xài thì phải xem cẩn kỹ cái ngày này. Hoặc là mình đánh giá là nhân mỗi ca đáp ứng với lại cái thuốc của mình tốt ha, đang đáp ứng với lại cái antibiotic kháng sinh này thì có buộc phải xài cho nó đủ chế độ liều như thế này thì bác sĩ sẽ xài, chứ còn không người ta tự ngưng. Thì các bạn biết là có những trường hợp người ta ngưng không hợp lý nữa, ví dụ như có bệnh lý mà phải điều trị dài ngày rồi ta ngưng, vi khuẩn ta đang truyền được khoảng 8%, ta ngưng thì 2% còn lại nó lại bùng phát, nó lại gây ngại thêm. Do đó những trường hợp đó bắt buộc có dùng bệnh đèn để cập phần được dùng thuốc tiếp hay không hoặc là đo ha. Thì ở chế độ liều mà khi mình dùng liều cao đó, nghĩa là một lần đó, mình đưa một cái lượng thuốc lớn, thì ngoài những cái dụng cụ hay thấy thì nó còn có một cái dụng cụ là sốt do ký nhiệt tố hay do nội độc tố nguyên vật, nghĩa là cái con vi khuẩn nó chết một lần hồ hạt á, thì những cái vỏ của vi khuẩn nó sẽ bào chết luôn á, nó sẽ tạo nên những cái nội độc tố và bệnh nhân sẽ có bị sốt do thuốc. Cái này thì mình ít gặp hơn mong cô nha. Vancomycin là có sốt do thuốc, nếu như mình xài tầm khoảng 7 ngày là sẽ có, nhưng mà antibiotic thì chất lượng hơn do cái độ nó ngắn hạn hơn. Thì nói tới cái độc tính này thì người ta sẽ đo cái hàm lượng đáy ha, để xác định độc tính thì ta đo cái hàm lượng đáy mình là con hạn hủy của thuốc. Thì thường cái hàm lượng đáy càng cao thì là nguy cơ bệnh nhân càng bị độc tính. Nhưng bên cạnh cái việc đo hàm lượng đáy thì người ta thường sẽ đo thêm cái gáy của mình nha, để người ta đánh giá mỗi khi trên tài thì cái amikacin hoặc là amikacin. Còn cái hiệu lực thì sẽ phụ thuộc vô thằng độ đỉnh nha, thằng độ đỉnh trên MIT. Ví dụ như mình xài thuốc ở cái liều đó mà không thấy hiệu quả thì bắt buộc mình phải đo thằng độ để trả lời cái câu hỏi lý do là sao mà thuốc không hiệu quả. Thì bạn biết là cái độc tính giác á, chủ yếu là nó sẽ bị mất cái cảm âm cao của bạn. Thì mà cái ở nước ngoài người ta sẽ theo dõi cái tính giác bằng cách là người ta sẽ cho bệnh nhân nghe nhạc nha. Người ta sẽ cho bệnh nhân nghe những cái bài nhạc có những nốt cao mà người ta bôi nó đi, người ta bôi đi và người ta sẽ nói bệnh nhân điền vào để người ta coi bệnh nhân sẽ nghe bao nhiêu phần trăm và người ta chẩn đoán cái âm tính giác. Chỉ nhớ Việt Nam mình thì không có ha, nhạc lý mình mù mờ, như vậy thì giám sát cái âm thật thì dễ, mình lấy máu mình đo mỗi 3-5 ngàn dễ, nhưng tính giác thì khó ạ.
chính xác thì không lẽ chúng phải mời những học ban của họ xuống để khám chính xác ra thì thường rất khó lắm. Nên là mình tự sẽ giúp cho bệnh nhân tự kiểm soát, ví dụ như mình hỏi bệnh nhân khi mà bị buồn dai nè, giảm tính lực nè, hoặc có cái chóng mặt đó là tiền đình cái gì vậy, những gì mà liên quan tới ốc tai thì bệnh nhân phải báo bác sĩ ngay, nên mình dặn bệnh nhân vậy để người ta báo bác sĩ sớm và ngưng thuốc sớm. Chứ còn mà họ kiểm tra cái thuốc giác thì đo thuốc giác thì thường có không có sự do phát bệnh đi đâu đi. Nên những cái triệu chứng này nè là mình dương tỷ mà phải hướng dẫn cho bệnh nhân và báo bác sĩ luôn. Khi có những triệu chứng này thì bác sĩ nhớ là kiểm tra cái thính giác bệnh nhân còn muốn bởi vì nguy cơ là đang dẫn tới động kinh trên tai đấy nhỉ, bác sĩ sẽ sợ không biết. Chứ như đi công tin vậy không, đi công tin khi mà cái độc tính của đi công tin cũng gần giống này nè, nó sẽ bị nhìn mờ mù hồng nha. Đi công tin nó rất là rõ chỗ mù hồng, bệnh nhân chỉ nhìn thấy hai màu rõ và xanh thôi, thì chỉ cần nhìn cái đó cái là biết chắc bệnh nhân bị mù hồng. Đi công tin thì còn cũng chặt bác sĩ vậy luôn, hàng ngày bác sĩ đi khám. À, bệnh nhân xài đi tiên là có bị cay khỏi cái chuyện này, có bị giảm gọi là có bị gọi là chủ yếu là về thị giác, đi tiên là buồn về thị giác và cũng có triệu chứng là chóng mặt hay là đậm nhìn mờ trái chẳng hạn thì mới khai thác được thôi, chứ còn mình không có cái cách khai thác. Ví dụ như đi tiên thì sẽ đo nồng độ, nhưng mà có những cái nồng độ mà cần biết là tùy người, có người buộc trên cái ngưỡng đó mới biểu hiện độc tính, nên có những người chỉ cần xem cái ngưỡng đó là bị độc tính rồi nên bắt buộc mình phải hỏi bệnh nhân và phải theo dõi đó, thì phải dặn bác sĩ và cả người bệnh luôn. Như vậy nãy giờ là đang nói đến hai cái độ liều là đơn liều và đa liều, và cho tới hiện nay gần như 90% nha bác sĩ đã quen cái độ một lần một ngày hết, bởi vì người ta đã bị nhồi hết cả sinh viên viên cho nó học cũng bị nhồi luôn. Là bây giờ là xài một lần một ngày thôi, thế là rất cứng nhắc nữa, là rất là cứng nhắc. Bởi vì nó sẽ có trường hợp ngoại lệ, trong cái việc xài thuốc mà phát đồ điều trị lúc nào cũng phải có thể chuyển chuyển, chứ nó không kèm một cứng nhắc. Thì có ba cái lý thuyết để mà mình gọi là mình tư vấn cho bác sĩ nhất là về chế độ liều một lần một ngày. Thứ nhất, đây là một kháng sinh phụ thuộc nồng độ, nên các bạn dùng một lần một ngày thì sẽ đưa cái nồng độ đạt tối ưu nhất. Cái thứ hai, khi mà mình dùng một lần một ngày với chế độ liều là gì, uống nó được nó chỉ một lần thôi thì nó sẽ không tạo ra những khủng hoảng, gọi là khủng hoảng vi khuẩn nó sẽ được tiếp thu cái độc tố nó dao động thì nó sẽ bị đề kháng hay bị sẽ giảm đề kháng. Cái việc xài kháng sinh quan trọng nhất là giảm đề kháng hiệu quả, an toàn và giảm đề kháng. Xài sao mà để cho cái lần sau còn có kháng sinh để xài, nếu mà cô thấy cái chế độ này là sạch rồi đó, thành kháng sinh rồi đó. Sau cái mùa cuối nữa là gần như không còn kháng sinh nào sợ. Thằng biết bây giờ mà giải trí đó, những bệnh nhân nào ở giải trí tử vong do COVID là do bụi nhiễm đó, chứ không phải là do bệnh lý đâu, do bụi nhiễm vi khuẩn cái xâm nhập cái là hoa màu cuối. Mà một ngày là biết những kháng sinh ra con vô lớn mất tại bệnh viện thì COVID có mắc ghê đó. Như cái lọ này là một ngày xài 3 lọ, 80 mg là một có phải xài thêm phối hợp với COVID-19. Colistin là một lọ nó tầm khoảng 400.000, rẻ thôi nhưng một ngày thải ra 10 lọ. Rồi thêm một thuốc khác ví dụ như Meropenem. Tùy vô hàng cơ rất là nhiều dược thì giá cũng sẽ dao động khoảng tầm giá 800.000 một lọ, ngày xài cũng từ 3 đến 6 lọ. Nghĩa là bao nhiêu cái xưa là xài hết. Ngoài ra Covid thì nó còn kháng nóng. Kháng nóng mà trong cái điều trị toàn thân bộ nhiễm thì không phải xài fluconazole đâu, xài những kháng nóng mà một cái lọ nó lên tới 60 triệu kháng nóng, như là một cái đợt điều trị nóng rất là tốn tiền từ 30 triệu tới 60 triệu một cái đợt kháng nóng. Do đó bệnh nhân Covid là cái người coi như là 30 cuốn xài hết, và bạn biết các bác sĩ mình là người nghĩ rất là ở Việt Nam là một người bị lỏng khi mà làm cái gì bị lỏng, như cái đợt Covid mà một phát đầu tàu coi như là vô bệnh viện phải thuốc gì xài cũng có. Một bệnh nhân tối thiểu trong tay bệnh nhân sẽ là 3 kháng sinh và 1 kháng nóng. Bệnh nhân cũng vậy, xài cố luôn giờ nó kháng sạch rồi. Rồi những ông bác sĩ mà từ giải trí điều trị quen tay á, bây giờ cũng về cho bệnh nhân thường cũng bước vậy luôn, xài vậy. Không biết là cô thì nằm trong các bạn quản lý kháng sinh của bệnh viện, cô bên giới nè, xài cái chân luôn và phải tiết kiệm giảm đề kháng. Thì hàng năm là cô làm khoảng 5 năm gần đây là cô giảm cái chi phí xài kháng sinh gì lắm, ví dụ như từ 20% tổng thu của bệnh viện giảm còn mười mấy rồi, giờ là đang khoảng 15%, thì tích lũy được 15%.
Thành biết là bệnh viện mà 200% tiền sáng sinh là rất lớn. À, tại vì bên này tất cả các nguồn vốn và các tinh thần chiến bộ từ rất nhiều bản thân những con đó bây giờ là đúng rồi, nghĩa là dạy hoài để cho xài cái thứ và hợp lý. Bây giờ cứ nhìn vô cái bản đồ coi như không còn gì để xài, để xài cái gì giống như bây giờ có gì xài đó, nên nó bên dư ra gì dùng hết, thậm chí nóng cũng dùng luôn. Nhưng mà khuyến cáo dùng năm là phải có bằng chứng nóng mới xài, ví dụ vậy nha. Thì nói chung là tới bây giờ thì ảnh hưởng rất nhiều. Nó là biết là bệnh viện bây giờ phải xây dựng chế độ là tập huấn lại cho phần vài hộ và các tinh thần để cho mình có quen chế độ mà thường cô biết tại xài cô biết mà cô đâu ai kiểm soát đâu có ai giám sát cứ huấn lại ai hơn thì sống ha, còn không hơn không thấy thì không, mà có khi tử vong là do gì do thuốc đó nè. Cái này cái nóng thì xài ghê lắm, có một trường hợp mà tử vong là do thầy lộn liều luôn á, mà không biết tại vì có hai cái nóng, cái nóng còn nguy hiểm lắm. Kháng nấm là amphotericin B. Một ngày dài có một quả đỏ thôi, 50mg. Nhưng nó khổ khổ là nó có thêm một cái nhiều một vị người khác cũng chết, còn có cái amphotericin nữa. Thì nó cũng là amphotericin B, nhưng nó là dạng lipid, còn trong lipid ngày nào nữa nó cũng là 50mg. Nhưng ngày nó lại nắng lọ. Thế là bệnh nhân đang xài cái này. Tại giả chiến mà thuốc men có khi có khi hết. Từ lúc đó đã bệnh nhân đang xài ông thì làm lần này hết thuốc. Chuyển qua ăn thôi thì về nó cũng nặng lọ. Xài một ngày đầu tiên là được cái lá là thấy là đông. Thì chứng hình cũng là chứng của bộ đọc thuốc. Thế là cái đọc tính ghê cơ. Này thử con cho thuốc á. Cái đồ là chiều này cũng đọc. Nhà mình thấy là có mấy trường hợp mà sai lắm bác sĩ. Còn hơn những bác sĩ mà Covid đó, giả chiến là các bạn phải là người ICU chuyên nghiệp á, sĩ phải chuyên nghiệp mà đâu có sĩ đâu, ai cũng tống đi đó, còn vô nó học lẫn nhau và cái sai không chết à, nên cái hậu quả là bây giờ phải đè lại bò lại khó lắm á. Đó thì tương tự cô nói những cái bài này là cô dạy cho bác sĩ 18 tháng ở bệnh viện là trên nguyên tắc là bác sĩ 18 tháng phải được học kháng sinh qua cơ thể 30-50% con mỗi khi là bệnh nhân sinh bắt nó học được luôn. Cái này tôi dạy cho bệnh viên vậy mà ra được thì cũng giống như vậy đó. Cho khó một tí là các bạn thì làm đẹp nha. Thật ra thì cũng răng đe thôi là chính chủ yếu là vậy, nhưng mà quan trọng là các cái đi nước của bệnh viện nữa không học mà nữa. Đó thì đây chính là ba cái ưu điểm của việc dùng chế độ đơn liều. Đơn liều là nó sẽ dẫn tới hậu kháng sinh kéo dài thì nó sẽ giảm được cái độc tính tức là ngại, nhưng mà không được cứng nhắc bởi vì có những trường hợp ngoại lệ. Các bạn biết là cũng có những trong bác sĩ thì cứ đơn liều nhắm mắt đơn liều hết tới hồi xài không hiệu quả thì lại kêu điều chỉnh lên, bác sĩ ơi nên chỉnh liều thuốc dần lên. Tại sao tôi đang xài am cho tôi cũng biết rồi mà bệnh nhân vẫn độc tính mà sao không hiệu quả cho trọng điểm cái điều tôi xài đúng không? Phải lên coi bệnh nhân có nằm trong những trường hợp ngoại lệ không? Ví dụ như trường hợp đó là bệnh nhân bỏng. Những trường hợp bệnh nhân bỏng thì cái thanh thải bệnh nhân rất là nhanh. Mình xài một lần một ngày là không đủ bởi vì bệnh nhân đã thanh thải khác so với nhiều lần rồi. À thì bắt buộc phải xài nhiều lần. Những bệnh nhân liên quan tới thể tích phân bố, phù, thứ gì đó thì sao? Thuốc nó nằm hết trong cái lượng dịch đó rồi, nó đâu có bố nó mua được nên không dùng chế độ đơn liều. Rồi mà nếu bệnh nhân bị suy giảm cái năng lượng thì chắc chắn không được đơn liều như vậy, bởi vì cái năng lượng người ta phải giảm rồi mà còn đưa ra một cái nồng độ rất cao nữa ha, thì nguy cơ sẽ suy giảm hơn thì chế độ này không được. Bên cạnh đó còn có một chế độ khác nữa, đó là gì? Người mà có cái năng lượng quá tốt thì à, ví dụ như những cái bé của nó, những cái đứa trẻ mà tầm khoảng từ 2 cho tới 8 tuổi thì thanh thải nó cực kỳ nhanh, nó khoảng 1.2 hoặc 1.4 được nó 1.4 như thế trên phút thì những đó là những đứa đó mình không dùng đơn liều, à mình phải xài 2-3 lần trên ngày, nhưng bé đi cũng xài 6 lần 4 lần nó không đạt được mật độ 6 lần luôn để cho nó đạt được mật độ. Đó là những trường hợp ngoại lệ. Thì không có cái trường hợp mà bác sĩ xài cái cha mà độc tính là do bệnh nhân nằm dưới năng lượng dưới 30 họ cứ phải đơn liều lên một cái vô chỉnh là người ta đa liều chỉnh luôn cũng tùy vậy, thế cũng vậy mà có gì đâu khác
ha, nhưng mà hiệu quả nó là gì, mình sai sai rồi phải có những cái cách để mình trang bị. Bác sĩ thì mình rất là máy móc và cứng nhắc nha, mình phải có lý thuyết rồi mình phải có bằng chứng để mình ủng hộ ha. Rồi về tóm lại, cái dục động của cái nhóm analytic thì nó sẽ có hai cái độ lấy cái móng ra, một là từ hai là lấy cái độ mới nhất nữa là lấy ở cái khoảng giữa, thì cái khoảng giữa là tầm từ 6 đến 14 giờ mình sẽ lấy đó. Thì cái đó thôi nói cho bạn biết thôi chứ còn chưa chúc mình lên phòng này lướt và đủ cái thời gian đạt bằng độ đỉnh là 1 giờ 2 giờ đó, dù cho có truyền 30 phút hay 60 phút thì cứ lấy 60 phút kể từ lúc tiên mình lên nấu. Lấy máu đo nồng độ ở thời điểm là thứ 3 nha, thứ 3 trước liều thứ 4. Tới phòng 2 thì nhắn nhân ngày gì chỉ cần xài một lần ngày thôi, và các bạn nhớ những trường hợp ngoại lệ nha. Rồi cái nhánh đầu tiên cũng khóc thì nó tương tự như mong muốn, khoảng nồng độ trị liệu thì nó còn theo cái độ liều nữa, liều nhiều lần cái liều truyền thống á thì cái khoảng nồng độ đỉnh của chúng ta không quá 10 nồng độ đáy của chúng ta dưới 2, còn liều một lần thì nồng độ đỉnh của chúng ta khoảng tới 15 nha, nồng độ đáy chúng ta thì dễ chỉ có amikacin thì nó hơi dao động tí xíu nha. Amikacin nó chỉ khác ở cái khoảng là nồng độ đáy nè, nồng độ đáy của amikacin chúng ta vẫn cho dưới 5 nếu như cái độ lượng nồng độ đỉnh của AMI thì từ 20 cho tới 30 nha, nhưng mà nếu mà bệnh nhân nguy hiểm tính mạng bất cứ như viêm mạch não, ví dụ như những trường hợp mà nhiễm khuẩn quá là nặng á thì mình cũng cho cao hơn nha. Nhưng mà thật ra thì hiện nay vẫn chưa nhân thành cao vậy đó. Những trường hợp bên COVID thì cũng có hỗ trợ, cô cũng có hỗ trợ để cho thành cao, nhưng mà bên giải trí thì cái dạng cũng thiếu vốn á, không có đồng độ nên thành cao thì không có đồng độ. Rồi, đây là những thông số mà mình theo dõi cái đáp ứng lâm sàng như là hai bữa mình học con cô rồi đó. Khi mà mình đang dùng một cái kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn thì cái đo lường chính là cái hiệu quả của cái việc diệt khuẩn nha, cải thiện cái triệu chứng nhiễm khuẩn. Thứ nhất là toàn cầu. Thứ hai là những thông số liên quan ví dụ như CRP hoặc độ acetonin thì mấy này các bạn cũng biết nha, cái này để đầy đủ lâm sàng hoặc bác sĩ rồi. Cái này xét nghiệm cũng rẻ, bạch cầu cũng rẻ, sốt thì mấy đâu luôn, sốt thì nó rất là khó nè, ở chỗ mặc dù khác nó dễ đánh giá nhưng mà cái việc mà khai thác thông tin thì tốt, ví dụ thuốc liên tục thuốc nhảy hạ sốt vô thì hết, ví dụ nhẹ truyền ba la thì hết, hay là bị sốt một vài thời điểm bởi vì nó có thể là sốt do thuốc nữa, mà sốt do tình trạng bệnh nhân chưa kiểm soát hoặc là sốt do thuốc. Phải đánh giá thì thường bác sĩ ta không đánh giá được sốt do thuốc đâu, dược sĩ mình mới đánh giá được rồi. Nó có những cái sốt rất là đặc trưng, khi mình nghi ngờ là sốt do thuốc thì mình ngừng uống. Nhưng mà nếu mà người mà kháng sinh mà bệnh nhân đang chịu những khuẩn nặng thì nguy hiểm, thì con phải đánh giá của mình cơ. Rồi thông thường mình đang có triệu chứng của người bệnh, ví dụ như là giảm ho, giảm đàm, vết thương thì đỡ ngủ ha, da thì lên mô hạt thì vân vân, hoặc là có thể nhìn ít quanh phổi thì đương nhiên dược sĩ anh con không phải đọc thì bác sĩ sẽ là cái người đọc thì kết quả thôi, ví dụ như là giảm thấp nhiễm vân vân hay đọc hết còn cái đáp ứng. Rồi đọc tính, đọc tính thì quan trọng nhất là thận rồi đó, thận thì ở đâu gần như là hàng ngày luôn nha, thận thì đẻ ra thôi, thận thì bạn có 200.000 thôi thì ba hai ba lần cho 2.000 cho cũng được, nhưng mà nếu mà thấy nguy hiểm có được đưa ra hàng ngày nha. Những cái mà bác sĩ cũng quên mà còn có bao nhiêu nhân nặng từ lúc vô tới lúc ra cũng quên mà chứ nó rất là khó đánh giá nha. Rồi triệu chứng trên tay tiền lần gần chưa có điểm nhận đánh giá đâu, chỉ có dược sĩ mà đánh giá thôi nha. Mình có là người đi hỏi bệnh nhân cũng cái triệu chứng chứ không cái tiền lần cơ nữa. Ví dụ như bệnh nhân nằm xong bệnh nhân kêu thôi, tôi mệt mỏi quá cứ cái tay người ta còn không chỉ đọc được, trời bác sĩ nó không biết đó là do cái dịch vụ đó xài thuốc này nó ảnh hưởng cái cơ mà bệnh nhân mà khan huyết mỏi cơ đó là mình phải nghi liền có ảnh hưởng trên cơ tim cơ hay không. Ví dụ như bệnh nhân xài trên cái statin như thế này nguy cơ thì cũng cơ cho nên thì mình nên khan thôi, tốt nhẹ khan hoài ra thì những sự gì đã tốt nhẹ khan hoài có bị gì đâu, nhưng mà thật ra đó chính là những cái triệu chứng của họ đó, để mà mình bỏng mắt mà nó có khai thác được thì mình đọc nó sẽ nặng hơn cái tình trạng của nhau. Rồi bây giờ những thông số theo dõi là phải theo dõi về serum creatinine, nghĩa là cái creatinine máu ha,
ít nhất là một lần trên tuần. Nếu như một bệnh nhân có nguy cơ phải đo mỗi 3 ngày. Nồng độ đáy thì càng gần zero hay là càng gần bằng không càng tốt, chỉ là nó không có được tích lũy. Và cái nồng độ đáy nó chỉ là cái tích lũy là chính thôi. Thì không thường những cái da cô đo nồng độ này là thường nó thấp lắm, có khi máy cũng không phát hiện được thì thôi, không có cao cả nha. Rồi, có cái nồng độ khoảng giữa thì để cô cho một cái chủ đồ. Thật ra cái nồng độ khoảng giữa nói sơ sơ thôi để mọi người nhìn mình, nếu như thật ra chưa nhiều bệnh viện có quy trình ăn canxi đâu. Vancomycin thì gần như bệnh viện nào cũng có, nhà có xài và có quy trình ăn canxi. Nhưng thật ra tới nhà qua bệnh viện bình dân á, nó còn chưa lo tại bệnh viện nữa, mà nó gửi mẫu là chính. À, thì cô nhà qua có cái tập huấn cho bệnh dân để họ gọi là hóa chất một cao, tiếp tục quy trình thế nào. Tại vì gửi mẫu rất là cực, lấy máu bệnh nhân xong rồi người nhà nó được chuyển luôn đó, nó được nên cũng tạo đó. Thì cái vancomycin thì hiện nay gần như cũng hết và bảo hiểm thanh toán luôn rồi, nên bác sĩ còn lấy máu rồi bệnh nhân thôi, cho thì xong trả cho bác cũng 10.000 test thôi. Nhưng mà cái vancomycin thì lại còn chưa được bảo hiểm như thế, phải thua rồi. Có đi ra tăng vancomycin để cho thanh toán, mà vancomycin thì không cho thanh toán, bảo hiểm có làm còn quên. Nhưng mà ở bệnh viện thì tăng toán rất dài hơn là nguyên. Thế nên là gần như các bệnh viện nó cũng có quy trình này. Cái thứ hai nữa là thấy khó quá trời luôn ha, chế độ liều khó và phức tạp, giờ thêm cái nồng độ khoảng giữa nữa, nên các bệnh viện hầu như cũng phải có, chỉ có một cái bệnh viện mà thường quy nhất đó chính là bệnh viện nhiệt đới thành phố. Bệnh viện có làm rất tốt quy trình ăn canxi và ở bệnh viện cô cũng gọi là gửi mẫu luôn cho nó, cho nó làm cho nó dễ. Nhưng mà thật ra khi mà có kết quả thì mình còn phải là người điều chỉnh liều. Tại vì khi gửi mẫu thì kết quả sẽ chuyển qua điện thoại mình rất là nhanh. Nha, còn sinh hóa nó đo 3 tiếng sẽ trả kết quả. Cái gửi qua điện thoại mình rất là điều chỉnh liền nhanh lắm. Thì đối với lại cái amikacin á, thường là sẽ dài 7 ngày á. Mà bạn phải chờ tới liều thứ 3, thứ 4, rồi mất 4 ngày đúng không? Chứ không có bạn đo, bạn đo xong bạn chỉnh xong tới điện thoại mất tiền. Mất tiền. Nên người ta thấy như vậy thì khó áp dụng quá. Thế là thế giới người ta mới nghĩ là một cách là mình sẽ đo ngay ngày đầu tiên. Đó, đó mới là cái độ liều của này. Như vậy thì đa số bệnh nhân như cô nói nãy giờ, 90% bệnh nhân khi vô bệnh viện mà có xài amikacin thì người ta sẽ xài hai cái độ liều là một lần một ngày. Như vậy nồng độ khoảng giữa sẽ được đo cho chế độ một lần thôi nha, chứ một chế độ nhiều lần thì không đo được đâu. Tại vì cái chế độ nhiều lần nó không phải là điều trị chính. Bây giờ nếu mà trong được điều trị chính thì người ta đang rất cần cái nồng độ này đạt khoảng hai tốt. Thì ở liều đầu tiên khi bệnh nhân được xài thuốc thì mình sẽ nhờ điều dưỡng, người ta sẽ lấy máu từ 6 đến 14 giờ, cho thường cô dặn 12 giờ cho dễ. Ví dụ như xài 6 giờ sáng thì 6 giờ tối lấy máu dùng, mà xài 8 giờ sáng thì 8 giờ tối lấy máu dùng, và điều dưỡng cứ ghi cho cô biết giờ cái máu nó sẽ được chuyển đi và khi có kết quả thì sẽ báo. Như vậy ngày đầu tiên khi bệnh nhân vô bệnh viện xài lúc 10 giờ sáng đi nè, thì 10 giờ tối bệnh nhân sẽ được lấy máu đâu, thì qua ngày mai là mình phải tỉnh được rồi. À, thì cái chế độ liều này nó sẽ nhanh, chỉnh liền nhanh. Thì thật ra cái nồng độ khoảng giữa này nó sẽ cho mình biết là mình đang chọn cái khoảng cách liều đúng hay không. Nghĩa là bạn đang xài cho bệnh nhân này là 15 mg mỗi 24 giờ. Thì khi bạn đo cái nồng độ khoảng giữa, nó sẽ cho mình một cái khoảng độ như thế này này. Ví dụ như bạn đo ra được 10, nồng độ là 10, ở lúc bạn đo 12 giờ sau quy trình thì nó nằm ở khoảng 3 đến nữa. Như vậy thì chế độ liều đang xài là 24 không hợp lý. Còn qua ngày mai các bạn phải kéo dài một cách này, bạn sẽ xài mỗi 3 sáu ha. Hoặc nếu là bạn đang xài mỗi 36 giờ và 48 giờ như thế này, bạn đo nồng độ khoảng giữa ra 10 năm thôi, ở lúc 12 giờ bắt buộc bạn phải chuyển cái chế độ của bạn đặt mỗi 24 giờ. Nghĩa là cái nồng độ khoảng giữa chỉ cho mình biết khoảng cách liều thôi, bạn sẽ xài hợp lý hay không. Ngày hôm nay mình sẽ xài mỗi 24 thì mình đo ra cái nó kêu mỗi 24 thấp quá thằng đâu đây là dưới được thì mình phải chỉnh thành mỗi 10 ngày, nghĩa là cái cách đó là di chuyển về mặt đường rồi. Chứ trên phần mềm nó có hết, ở nước ngoài ta áp dụng rồi, nhưng ở Việt Nam mà thì nhiều bệnh viện ta vẫn còn mù mờ cái khoảng cách đường đó, nên ta vẫn chưa có áp dụng nào được khoảng giữa, mà ta chỉ áp dụng chỉnh vào đấy thôi thì đo rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ tóm tắt lại các cái yếu tố ảnh hưởng tới dịu đầu. Thì cái dòng đầu tiên là trên cái đối tượng được buồn, các bạn nhớ thể tích phân bố của phân cô là 0,7 cố định,
thì thể tích phân tố của A như calcium thì sang tay với nhau là 0.20. Nghĩa là khi đề người ta không cho là không biết là nhà ở quý sản phẩm tố của nhà đường. Đây là cái độ đề nha. Rồi nếu như một người cao tuổi mà người cao tuổi họ can suy bọn đó thì bắt buộc mình phải điều chỉnh lại cái liều khoảng cách liều điều chỉnh đó nha. Khoảng cách liều và tên một ngày. Người bị bỏng cũng là một trong những đối tượng đặc biệt ảnh hưởng đến thể tích, cơ ảnh hưởng đến tên một ngày thời gian bắt chạy. Do đó ở những người bị bỏng thường không thành được hay mình phải cài tích liều lại gọi là ngắn lại và có khi mình phải giảm liều thôi. Người béo phì thì bắt buộc mình phải tính lại thể tích phân bố và tiêm dài AMP phải tính lại thể tích phân bố. Béo phì thì bạn phải lấy cái cân nặng lý tưởng nè, mình cộng do cái cân nặng thực trừ cái cân nặng lý tưởng, nghĩa là cái phần trăm mà mình vừa ngưỡng đó để mà mình điều chỉnh lại thể tích phân bố. Thì khi điều chỉnh thể tích phân bố nghĩa là mình sẽ điều chỉnh liều luôn nha. Cái đám nhóc mà hay xài nhất là cái tuổi sinh non và sơ sinh. Các bạn biết là cái đám này là cái chuyên gia xài combo và amoxicillin xài dữ lắm. Chứ lúc này nhiễm trùng sơ sinh thì thường người bên Di Đồng á, người ta có luôn cái phác đồ rất là kỹ. Bao nhiêu ngày, sinh ra bao nhiêu ngày, ví dụ 2-3 tuần, 30 tuần, 35 tuần, rất là kỹ cho từng cái trẻ em và kg luôn nè. À, những thứ này thì kg cho thấy mà nó bằng một cốc kia rưỡi thôi thì cái việc xài liều nó khó. Hai thì những đứa trẻ này phải đo độ. Nhưng mà những cái bệnh viện không phải là nhi, ví dụ bệnh viện vô thì cực kỳ khó. Bởi vì cái bụng nhi này khó lấy máu lắm. Bình thường mình cũng lấy máu mình đo là khoảng 2-3 ml, mình bỏ vô cái ống đó mình đem đi được. Bây giờ nhi làm sao mình lấy được 2-3, mình lấy được 1 giọt thôi. Như là cắt cái đầu ngón tay nó đi ra giọt máu mà chứ máu nào lấy. Nên là bác sĩ ở nhi mà người ta cũng không ủng hộ lắm cái việc là đo nồng độ. Hay nhưng mà bắt buộc tại nhi mình phải đo nồng độ mới điều chỉnh liều cho nó hợp lý. À, thì cái khó nhất là cái lấy máu của nhiều. Ví dụ như lấy một giọt phải bị năng thủy nhiệt đới quá trời nó có ráng đi. Tại vì nhiều khi muốn lấy máu được từ đầu từ 2 ml cũng máu cho được 2 ml đâu. Lấy 1-2 giọt thôi thì ráng đầu cái máy chạy lên con đàn chạy. Bác cô thì chưa đo được nhưng mà ăn đi thì không đo được. Tại vì ăn đi không có nhiều, tại không có nhiều. Thế nên mỗi lần mà mình nhiên của mặt hóa chất á, ví dụ như một cái mặt hóa chất thì 5 ml, 5 ml thì được. Nhưng mà để 3 tháng thôi. Ví dụ trong 3 tháng mà mình không đủ 50 ca mà mình cũng không đủ nên nó tốt tiền bình thường sẽ gửi mẫu cho nó dễ. Còn ba cô thì 1 tháng mình trên 200 test được. Hơn như là bệnh nhân tại điều 200 trường hợp bệnh nhân. Rồi những bệnh nhân mà sơ nang hoặc là những người mà bị viêm phổi trước này nọ đó thì nó sẽ thay đổi được cái phân bố, cái tích phân bố. Thì lúc đó mình phải gì cái tương tự như bỏng thôi, mình tính lại cái liều và mình dùng cái tên 1-2 ngắn lại. Đây, những cái người mà gỗ nướng thịt thừa cũng sẽ bị thay đổi về thể tích phân bố nha. Gỗ nướng thịt thừa nghĩa là cái cân nặng khi mà người ta bị phù nó khác với cân nặng thuần. Thì lúc đó họ cũng phải tính lại thể tích phân bố. Nó tương tự như là béo phì á. Cân nặng hiện tại là bao nhiêu? Những cái cân nặng mà trước cái khi bị phù á. Cái này là cân nặng trước bị phù. Thì trước mình nó phải tập nặng. Đây. Đây là một cái bài tập để tính thể tích phân bố khi mà một bệnh nhân bị phổi trướng. Thì thường mình hay gặp ở hai đối tượng đó là suy tim và xơ gan. Hai người này mình phải hỏi cái cân nặng trước khi bị phù là bao nhiêu. Tại vì khi bị phù rồi là biết như cái con bóng gì đó, người ta có thể tăng giảm 5-10 ký trong vòng 1 ngày thôi. Do đó cái liều thuốc mình phải điều chỉnh chứ không phải bị thiếu nha. Đây ví dụ như người này trước khi bị phù là 70 nhưng mà hiện tại dòng chuyện là 75. Như vậy nếu mà mình tính thể tích phân bố thì như thế nào, thì thể tích phân bố khi cân nặng bình thường cộng thêm cái phần cân nặng thì dư lên à, cân nặng bình thường lấy 70 bệnh nhân không có 26 lít thì bệnh nhân ra được 18.2 cộng thêm 5 ký mà bệnh nhân bị thừa nữa là bệnh nhân này lên tới 23.2 lít. Như vậy là cái liều nó phải tăng rồi ha. Thể tích phân bố bằng liều chia cho nồng độ mà, nên khi thể tích phân bố tăng thì liều mới tăng, nó mới cân bằng cho nồng độ. Đó là cái việc khó trong cái việc tính thể tích phân bố khi bệnh nhân có xài amoxicillin nha. Rồi trong những trường hợp bệnh nhân bị suy thận hoặc thận mất máu thì mình biết là những cái thuốc mà nó đặc thận á thì thường khi bệnh học là không xài cho bệnh nhân suy thận, đúng không? Nhưng mà những cái thuốc này là những cái
khuẩn. Do đó bệnh nhân mà nhiễm khuẩn thì nhiễm khuẩn nặng quá thì dẫn tới suy đa tạng, gan cũng suy, thận cũng suy, mà không xài thuốc mình lấy gì. À, do đó trên bệnh nhân đó mình cũng phải xài luôn tính liệu. Nhưng mà kinh nghiệm của cô thì khi bệnh nhân có chức năng thận dưới 10 thì ai cũng sẽ không dám xài, tại vì dù cho có xài cũng liền vẫn sẽ không đáp ứng được, nên thường dưới 10 thì thôi nghĩ là một thuốc khác để xem nữa. Còn nếu dưới 30 thì cô vẫn được chuẩn bị. Là thì ví dụ như cô chỉ có colistin tổng kia nữa, colistin là một trong những thuốc có thể thay được ai cũng đi ngày xưa ta dùng nó để điều trị nhiễm khuẩn ở trâu bò và những con thực vật rồi. Nhưng mà do hiện nay có còn các sinh vật khác, ví dụ như alicacin mà nó đề kháng thì cái xài cái gì thì cô xài vẫn thuốc colistin. À, khi xài cho colistin thì cô còn còn dữ dội, tập khoảng còn hơn ngang so với dữ dội 35% trên dữ dội. Do thứ 10 là nho xài thì có từ 3 đến 4 bệnh nhân sẽ bị động thận. À, và động thận mà không điều chỉnh từ sớm thì cũng không bao giờ. Ví dụ như lúc trước có một cái ca ở bệnh viện Bạch Mai, tại vì cái bệnh nhân đó là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đi thăm bà con lại ra ngoài Bắc. Mà lúc đó chưa có được Covid nha, Covid đã bùng phát năm 2019, thì người đó đã bị cấp giữa năm 2019, cuối năm mới có được Covid. Thì cái bệnh nhân đó cũng cần khoảng 65 tuổi nữ, thăm gia đình ở ngoài Hà Nội. Thì mới có 1-2 ngày qua một cái là coi như là đột quỵ, có nghĩa là một cái triệu chứng rất nhanh, tức là bệnh nhân bị hôn mê nhanh quá. Thế thì nhập viện, thì nhập viện là ở Hà Nội thì nhập cái bệnh viện bị đột quỵ thôi. Thì nghĩ là bệnh nhân đang được một không tỉnh mắt ha, hôn mê thì chỉ có đột quỵ hay cái gì nữa. Nhưng khi vô bệnh viện đó thì bác sĩ không phải đột quỵ, chụp MRI rồi mình không hết. Cuối cùng thì là một cái hội chứng hô hoặc suy hô hấp cấp. Lúc đó chưa có biết sinh ra chẳng hạn là của trẻ, mà chỉ nghĩ là một cái hậu chứng siêu hấp cấp do virus thôi. Và nó cực kỳ nhanh luôn, trong vòng 24 giờ phát là gan thận bệnh nhân có suy giảm rất nhiều. Tại vì bạn biết nguyên cái phổi nó bị đông đặc thì toàn bộ máu rồi tới nuôi những cơ khác đâu có. Thế là bị suy giảm cơ quan. Và may mắn là bà đã được nhập vô Bạch Mai, và ICU Bạch Mai nữa. Rồi biết là Bạch Mai là lớn nhất Việt Nam rồi. À thì vô trong đó là bác sĩ kêu là gì? Thôi không có còn cứu được đâu, chỉ còn khoảng tầm 10-20% khả năng sống sót thôi. Chứ còn bây giờ nếu như cái phổi mà nó chặt như vậy không còn gì để trị, gan thận thì tan nát rồi. Bây giờ các bác sĩ sẽ điều trị hỗ trợ thôi, tại vì nghi ngờ virus thì có thể bội nhiễm, bác sĩ sẽ điều trị mọi kháng sinh nặng nhất để chờ nhau. Nhưng tại người nhà này là bác sĩ rồi, nên bác sĩ không nên bắt được cứu, còn cách nào cứu cũng được hết. Bây giờ 10% sống tôi cũng chịu cứu luôn. Thế là bao nhiêu phát sinh đánh tươi tả một kháng sinh 20 phút đánh luôn, mà lúc đó chưa có Covid nên mình đánh bằng cái tay liền luôn, được cái túi mùa thôi. À, đánh kháng sinh thì họ gọi qua gọi lại để hội chẩn liều, mà tôi chỉnh liều cho bệnh nhân luôn. Để bác sĩ nhờ cô can thiệp nhiều lần, nói chuyện với bác sĩ lần hai, bác sĩ cũng nói chuyện cho bệnh nhân này xài gì, nên xài canh dương lương băng rồi họ nói mình cứ xài đi, Meroidin xài luôn, Colistin xài luôn, Tamiflu luôn xài luôn. À, cuối cùng là phải điều chỉnh liều cho tới khi mà bác sĩ nó không được rồi. Ca này nó sinh học lắm, thấy cái gì mà xài bây giờ cách nhận lọc máu như là dịch lọc máu để mà xài thuốc. Tại bạn biết là tổng bệnh suy quá thì thuốc nó không có nghĩa gì nữa. Nó là nguy cơ cho tử vong thêm, thế nên bác sĩ phải vừa lọc máu và vừa xài. Rồi sau đó ca nó chạy ECMO luôn, thì cũng có ECMO càng khoảng 120 triệu qua người nhà nhiều luôn. Thì ECMO khoảng 5 ngày thì bệnh nhân phát được. Nhân phát được rồi, sau đó thì may là cái ca đó cũng nói là một trong những cái ca lì lợm nhất mà người nhà rồi cứu. Thì khi mà bệnh nhân ra viện thì chức năng thận bệnh nhân khoảng tầm có 15 ml. Thì do nhà bác sĩ phân người ta biết cái chế độ chức năng phục hồi thiết thận, thế là cái tới hiện nay là 3 năm thì chức năng phục hồi cũng là 40 đến 50. Mà bà đó mang là không có bệnh nền nha, nghĩa là mặc dù lớn tuổi nhưng chỉ có tăng huyết áp tí xíu thôi chứ cũng không cần phải điều trị. Nhưng mà sau một cái đợt Covid một cái là coi như là một cái đợt virus đó là tơi tả hết rồi. Và mặc dù nhất là khi bác sĩ gọi tới gọi luôn, bây giờ quyết định xài không chết, bây giờ không chết cũng xài, giờ có xài cũng chết, không xài cũng chết thì xài đi ha, coi 1% sống cũng xài. Xong rồi ép mô rồi xong rồi chạy thận khá là muốn dùng cũng xong rồi. May là ở Bạch Mai, rồi sau đó chuyển về đây thì chuẩn bị ở đại viện có sạch sửa thì bệnh nhân giờ còn sống bình thường, và người nhà thì cũng dùng chế độ ăn cho người bị suy thận. Hiện tại thì đã tiết ngừa được Covid nhưng mà các bạn còn lên
Thế nên đang chờ một cái lúc mới là có khác chạy lên dò để đi. Nó là thấy là giống như là cái da của miệng vậy đó, mà mình trên cái bệnh nhân thực tế luôn. Mình thấy cái việc sản xuất cực kỳ nhanh nhớ bạn. Nó gây cái động ghê lớn lắm, nhưng mà cuối cùng nó phục hồi được. Còn những cái bệnh nhân mình ở đây nè, mà được điều trị bởi những bác sĩ mà ta không hiểu á, người ta cứ xài cái cố vô, sau đó bệnh nhân suy thận, không ngưng, không điều chỉnh sớm, làm người ta sẽ bị suy thận mạng kéo dài luôn. Còn việc bệnh nhân đó, sau điều trị sau một đợt cái là bệnh nhân vọng tê tê mà không có một chế độ nâng đỡ hỗ trợ thì coi như bệnh nhân sẽ ôm cái bệnh suốt đời chứ sao, ha, đó sẽ không có lo cả. Càng biết là bây giờ chế độ của mình hiện nay là bệnh nhân của mình là suy thận sớm trẻ, ha, cũng như là trẻ, hai là suy thận sớm, cái thứ ba đó là gì, cái điều trị á nó hợp lý, ha, bệnh nhân cũng cố tình người ta đã nên rất là nguy hiểm, nên gọi là cái tuổi thọ không có nhiều đâu, tuổi thọ không có cao. Khi vô bệnh viện một cái là tôi thấy tử vong trẻ sớm rồi. Rồi đây là các công thức cho cái bài của mình, nó tương tự như bài tâm cương vậy đó. Thì đây là một trong những thuốc mà với người béo phì mình đã dùng qua bệnh viện nha, để mình tính liệu cái đoạn bệnh viện cho bệnh viện. Thấy cái công bố này sẽ chọn như tôi là công thức 26 tâm cương là công thức nằm số phải dùng của ông cô là tức là dựa trên lê răng của ông cô chi kg đó là lê răng của bệnh nhân chi kg thuốc này nó có nên thôi đừng nhớ nhớ con được không quên không cô chỉ cần nhớ không cô là được. Về quy trình thì cũng tương tự như con cô xin nha, sẽ có những bước. Một bệnh nhân nhập viện thì các bạn có được những thông tin của người bệnh. Các ông bác sĩ nào cũng chờ xài 5 ngày cũng kêu được cái sàn lên là nghỉ hoặc chơi dâu nữa, không điều chỉnh gì hết. Tại vì xài cái đá như lên 5 ngày còn gì chỉnh sẽ lại năm tao. Ban đầu khi quá trình trị liệu là phải có bác sĩ rồi. Chiều cao giới tính cân nặng bệnh có hết thì mới chỉnh liệu được. Chứ năng thọ phải đo luôn. Rồi tới liều thì bắt buộc đặt câu cái thuốc hạ vậy nha, để coi bệnh nhân này có béo phì không. Nếu béo phì rồi mình phải tính gì cân nặng điều chỉnh nha. Rồi nếu như mình đang dùng chế độ là gì, đa liều nghĩa là nhiều lần đó, cái của tăng ta nha, cái liều của tăng ta amylin cứ nhớ 15 là được rồi nha. Đơn liều của amylin là từ 15 là 15 đến 20. Còn tâm ta thì nó đơn giản. Tâm ta thì bạn yên tâm, tại vì bên ngoài các phòng khám nó cũng xài không có liều cao đâu. Phòng khám thì bao giờ cũng xài cao xa. Ví dụ như bạn thấy một bệnh nhân già ra chiếc gương mặt phòng khám thì họ hai không có thời gian. Bác sĩ không dám thì không là bỏ nó đủ cái liều thấp á, nó sổ động. Nhưng mà trẻ em thì trẻ em đọc hơn, cứ xin tài gì. Nhưng mà amikacin thì vô bệnh viện thì bắt buộc mình phải tính cho nó uống. Tại vì xài không đúng liều thì xài chi ha, chứ cũng có thể kháng mà không hiệu quả. Rồi đo nồng độ thì tương tự như con cô, đó là cũng lấy máu ở liều thứ ba nha, để cho cái chụp bạn ở đáy đo đáy thì 30 phút trước khi tiêm, còn đo đỉnh mỗi khi 1 tiếng kể từ lúc bắt đầu tiêm nha. Cô dặn thì nhớ mặc dù nói như thế này chứ mỗi khi 1 tiếng thì rồi cái khoảng đạo độ tùy vô độ bệnh phục và tùy vô cái việc bạn sử dụng thuốc cho bệnh tích chính hay là hỗ trợ. Nếu mà mình đang cần để điều trị vi khuẩn năm âm mà xác định trên các đồ nha, vi sinh trả về nó là vi khuẩn năm âm bệnh chủ sinh xanh thì cái điều trị của mình là điều trị chính, do đó cái nồng độ của mình càng cao càng tốt, đương nhiên là không được cao quá rồi. Cái này là của xanh ta thì không quá 10, nhưng amikacin thì không qua 30 nha. Nồng độ đấy thì càng thấp càng tốt, zero càng tốt. Rồi nếu nồng độ đấy mà thấy nó có số đó nha, nghĩa là khi đo nồng độ đấy mà nó đạt được số nghĩa là có sự suy nghĩ vậy đó. Còn nồng độ đỉnh là thấp thì đương nhiên mình phải đánh giá theo tình trạng của người bệnh. Ví dụ bệnh nhân đang đáp ứng tố với một cái sinh khác, à cái nguyên tắc dùng nhóm amylin là không bao giờ dùng đơn trị nha các bạn. Băng cô là phải dùng đơn trị, nếu dùng xác định đúng đó là những trăm vui. Còn amylin không bao giờ dùng đơn trị, bởi vì nó là một kháng sinh mà kiềm khuẩn,
mình xài đơn tiền thì thứ nhất mình điều tra, cái thứ hai là điều tra là như thế nào thôi, thì nó thường là phải phối hợp, dù cho các mình nó là cái 100 âm đi nữa thì nó vẫn phải được phối hợp với một cái sinh khác nha. Nên khi mà bệnh nhân đáp ứng tốt chứ có thể là không phải do thuốc đó mà có thể do thuốc khác nha, thì thôi nha. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đáp ứng kém thì bắt buộc phải tăng liều nha, khi mà điều trị nó là chính. Rồi tí xíu mình sẽ tính tiền nha. Rồi về theo dõi thì tương tự cũng theo dõi cái mạch thận, theo dõi tính giá. Tương tác thì sẽ lưu ý tương tác với những thuốc dùng cùng, ví dụ như đọc tính thận thì những thuốc nào nghe đọc tính thận mình theo dõi, đọc tính tai thuốc nào đọc tính tai mình theo dõi nha. Và đọc thần kinh cơ, cái này bác sĩ hay quên, mà nếu dù tỉ mình không nhớ tỉ mình cũng quên luôn nha. Chắc bị xè đó là thằng cậu gái thì mình phải đi đó đấy, ở những thuốc này ta không còn nhè hết rồi. Rồi bây giờ mình thử qua một bài tập nữa đi. Bài tập này mình đang lý thuyết nha, chứ xài phần mềm nhé. Mình lý thuyết mình cứ tính thử cho nó có câu hỏi luôn á, nó có một đáp án luôn á, nên mình chỉ cần tính thử ra chứ năng thọ thì tự nhẩm nè. Nhìn cái phản ứng thử rồi liều kinh nghiệm là tự tính nè, rồi chọn đáp án cho cô. Liều kinh nghiệm là 15. Dạng bào chế, tại vì khi các bạn học ứng dụng mà thì các bạn tính liều, các bạn phải làm tròn. Khi bạn đừng nói bác sĩ ơi xài 1-3 ống là bị chữa chế, mà phải tính là làm tròn 1-5 rồi được, chứ 1-3 là bị chữa. Tính sau cho bác sĩ lấy 70% đi là bị chữa. Là đâu lấy được không? Ống 20 thì là 20 giữ 30 à. Thì dạ, là nằm trong cái trường hợp về loại trừ của cái liều về liều đơn. Nên bệnh nhân này không được xài được rồi. Liều đơn. Rồi bây giờ có cân nặng thì mình sẽ ước lượng cái liều kinh nghiệm mình nhắm trước đi. Câu bài này là cái liều của bao nhiêu? Mình sẽ ra được cho tại. Rồi liều dùng nhiều lần trong ngày. Thứ nhớ thì tổng cũng được, thì tổng là 15% cho tiếng 5 đến 10 đến 15 cô nhanh tí nhỉ? 15 là người bình thường rồi, còn cái này suy thận là 5 đến 10 suy thận là không có dùng liền là liền thông thường này. Thì bệnh nhân đang dùng gì đặt canxi si. Giờ có cái liều đó đang đặt tính. Đó là liều 15 đúng không? Ủa giờ xin bạn này 540 bây giờ bạn này 500 500 không? Tại vì lọ 250 mà. Rồi bây giờ bạn này 500 mỗi ngày hay là có nghĩa là khi mình xài á thì mình sẽ làm tròn. Mà có thể làm tròn lên cũng được nha. Có những trường hợp mình có làm tròn lên. Ví dụ như trường hợp này cái lọ 250 bạn xài một nửa là 125 cũng được, nhưng mà nó sẽ tùy vô trường hợp của mình. Ví dụ người bệnh đó là trẻ nè, cái nền tảng không suy giảm nè, đang bệnh lý nặng nè, nên sẽ làm tròn lên. Còn khi trường hợp này thấy bà già, cái nền tảng ở đây có người đời nó xuống thì mình sẽ làm tròn cứng. Vậy bạn sẽ xài một lần hay là chỉ lần hai? Vậy là cái cuốn là không ghê. À, mình sẽ xài hai lần. Đó là cái lý thuyết thôi nha. Cho bạn tập tư tưởng cho nó nhanh thôi. Thì khi mà lâm sàng một lần gần giống vậy, nhưng mà đôi khi mà bị nặng còn lâu dài, có nhiều khi là có bệnh nhân già hay là trẻ, bệnh nặng hay nhẹ, chức năng thận như thế nào. Thì hai lần thôi cũng nhiều lần hay sao như thế này. Rồi vì liều nguyên cả ngày của nó là 540 phải ghi ra nhỏ hơn 2 lần. Không phải khi chức năng thận có 21 nhỏ hơn 30. Anh xài bình thường mà. Bình thường mà Yến. Nhỏ hơn 21. Là bệnh
Suy thận hả? Rồi, chia sẻ đặt giá 40 chia sẻ thử thôi. Chị Nam sẽ làm phần mềm. Chị Nam sẽ lấy đi cái bài đó, bạn lên trên trang web rồi làm nha. Thì tóm lại, nói với ai trong tương xích là một dấu hút kháng sinh rất quan trọng và để dành. Tương tự như bông không xin, mà không được xài bừa bãi. Bây giờ bừa bãi không còn muốn. Cái nữa đây là một cái kháng sinh mà cái việc sử dụng của nó hiệu quả và đặc tính, nó cân bằng. À, chỉ cần thiên về hiệu quả hay là độc tính để dành nó. Hai do đó, khi xài thì rất là quan trọng. Tính liều cho cùng bài mà. Theo dõi cái thành phần của người bệnh. Theo dõi những động tính khác. Hiện nay thì cái việc ứng dụng CBM nó cũng là một trong những thuốc bắt buộc phải CBM để phải đo. Nhưng mà như cô nói, những cái nhược điểm đó thứ nhất là gì? Bạn bị phai ngắn ngày, bác sĩ không thể phai kéo dài, nên bác sĩ quên không cần đo. Cái thứ hai, nó chưa được bảo hiểm y tế thanh toán. Thật ra thì một cái test này nó có chặt chính thôi, cũng không có bao nhiêu so với lại cái chức năng thọ của bệnh nhân, so với lại cái hiệu quả điều trị. Và cái thứ ba nữa là phức tạp về cái chế độ liên quan tiền của bạn. Thật ra trên phần mềm nó cũng khó là con số. Ngay từ đó mà hiện nay chưa có nhiều bộ sĩ nắm được kỹ về cái cách tính tiền của nó, do đó chưa được phát hiện này. Chứ nếu mà được sĩ là quen thuộc thì đương nhiên cái này ví dụ như là cũng có hỏi thăm bệnh tim, bệnh tim nó cũng đâu quy trình đâu, thế là nó cũng phải hỏi quy trình làm như thế nào. Các bạn biết là từ Bắc tới Nam hiện nay có một cái nhóm dược sĩ chuyên về TDM nè, từ Bạch Mai cho tới VinMec ra Hồ Chí Minh là nó hơi yếu nha, chứ VinMec Hà Nội nó mạnh dữ lắm, ngoài nó cái gì cũng cho đó, thuốc gì cũng cho, tại vì ở ngoài họ là biết là cái gan nó mạnh nhiều lắm và nó cho là bộ những cái thuốc mà cũng chế biến đó, nên viên cách nào rất là nhìn những dược sĩ là cũng rất là khéo luôn, khi mà họ cũng rất nói chuyện với nhau khó, kêu nó chia sẻ gì cũng chẳng chia sẻ đó, nhưng mà chia sẻ quy trình nó đi em đi đánh ca mà nó mới nhỏ là giao cho nó tính mà chỉ có ca gì khó thì sẽ cùng nhau nổi cho nó nổi ra là ai ra sẽ nổi, thì có thêm cả bệnh viện đại học dược Lò Rẫy lúc đó tầm 83 khoảng là những dược sĩ mà thiên về đông ba khoảng và biết Bạch Mai là một cái nơi mà vào các nhưng mà thật ra Bạch Mai là giống như là nghiên cứu nhiều hơn, ví dụ như bệnh nhân vô có cái xài liều lạ đó, nó đo nó chỉnh như vậy nè, mình không bắt được phường để những cái ca đó nó có thì nó bắt được phường cho bằng được của mình, thế nên là cô phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp với bệnh nhân của mình không? À, thì giờ dù sao thì nói chung là có dược sĩ phát triển thì cái ngành này có thể mang phát triển được. Chứ còn nếu mà dược sĩ mình mà cứ tự tin, không có tiếng nói thì mình sẽ không có cái gì mà tình dự cho cái điều kiện. Thì là cái gì là dự tài khá là nổi rồi đó, rất là nổi nha. Ví dụ ở bệnh viện cô là nổi vừa qua là có một dược sĩ lên đấy, bác sĩ tôi phái. Và cái dược sĩ đó là gần như là mỗi ngày nó phải trang thì đủ 5 tới 10 ca dược qua. Thì thường là những ca đó thôi. Những cái ca mà qua tới dược sĩ là những ca này nó có là bác sĩ tôi qua là không đơn giản thì thật sự đó đâu. Nhưng mà có dược sĩ thì dược sĩ khác nhau. Ví dụ như có ông đang tính liều, có dược sĩ quăng dược sĩ tính liều. Rồi suy thận thì phải tính quăng dược sĩ luôn. Nha cây giỏi, ổng có hại quăng dược sĩ thì mấy ông có lại thích, lo khoái. Rồi cùng nhau trao đổi học tập. Thế nên là bệnh viện cô thì bác sĩ khá là dễ luôn. Nghĩa là dược sĩ cứ đó là bác sĩ người ta ok đó. Nhưng mà có một số bệnh viện cũng khó khăn thiệt lắm. Ví dụ như Chợ Rẫy. Thấy Chợ Rẫy là lớn đúng không? Mà nhiều lâm sàng Chợ Rẫy đâu có nấu được, không biết nấu được. Với lại đâu có thứ dùng nào làm Chợ Rẫy đâu. Mấy đứa trẻ trẻ ta cũng nghĩ là Chợ Rẫy là còn mấy người lớn tuổi, mình cũng người lớn tuổi thì người ta đâu có đi học thạc sĩ, tiến sĩ gì đâu. Thế nên người ta tự ti, nói chuyện với phó giáo sư không, mà để dược sĩ ra nói chuyện kỳ quá. Thế nên Chợ Rẫy chứ mà không có chuyện. Nhưng mà mai có chuyện nha. Bạch Mai là dược sĩ đại học có phó giáo sư luôn, có tiến sĩ luôn. Thế nên Bạch Mai mạnh lắm. Nhưng mà cũng tùy khoa các em thì thôi, chứ còn nếu khoa có khó thì cũng không biết. Thì ở bệnh viện cô là gần như kháng sinh dự phòng thì dễ là kháng sinh dự phòng là dược sĩ coi hết. Bác sĩ mà dùng sai là khỏi mổ, biết là vậy là nó có nghĩa là phân quyền cho dược sĩ vậy. Bác sĩ mà dùng kháng sinh dự phòng sai dược sĩ thì báo là mang đốc cái là hồi nhân dòng đó là bị điểm ra một hồi mà nào hồi nốt thì cứ kháng được tiền luôn thế nào. Còn kháng sinh dự tiễn vậy, bác sĩ nào xài những kháng sinh cũng nguy hiểm như thế này mà không có dược sĩ duyệt liều, không có dược sĩ can thiệp về CBM là cái ông đó cũng sẽ bị mét, mà mét thì cũng sẽ bị đánh dấu.
Thế cho thì chứ thật ra thì cũng tự nguyện là chính, chứ không có bị ép buộc gì đâu. Mà lâu lâu cũng gọt vài ca nha, nhưng mà thôi kệ. Nói chung là cũng phải cho người ta có cái hạn khác nha. Chứ cái một mặt ta chấp nhận hết thì đâu được. Nên thì thấy là cũng thấy là chuyện vô là chuyện dễ thương không? Còn chờ những là chuyện khác cũng như bình dân thì dễ thương lắm, bình dân bác sĩ cũng ok. Nói chung là ca nhẹ mong nó nghe là ok. Còn mình cứ đọc đi, phải dài rồi. Thôi thì mình kết thúc bài advocacy của mình đi ha. Có Dũng đó à, nên các bạn mà sinh viên thì không còn phải phức tạp quá. Nên nên là mình cũng đừng có lo lắng quá về việc học. Thi thì cũng hiếu hỏi ông cô nhiều hơn, liều sẽ hỏi về ông cô nhiều hơn. Nha, còn ai cái thì sẽ không có lý thuyết thôi. Chứ không có hỏi về khó khăn đó. Rồi vậy là chiều nay mình sẽ dành một tiếng đầu để mình thực tập phần mềm cho nó quen sau đó. Rồi sau cái tiếng đó thì mình sẽ kiểm tra. Rồi sẽ tìm kiếm ba người nhà. Có chuyện gì? Để giải rồi.